chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn ra lệnh một tiếng, lần phá bản thứ hai bắt đầu tiến vào bản dụ quái phần đầu tiên của đấu pháp cũng tương tự với hồi mang theo hội trưởng của công hội nguyệt luân chẳng qua bây giờ không có ai leo lên địa điểm cao nữa một tắc cho của kiều nhất phàm vừa mới bắt đầu đã hỗ trợ tấn công cho ba người dẫn quái ngay vào lúc quái vừa gom lại một chỗ đao trận diệp tu mới nói một chữ đao trận của kiều nhất phàm đã sớm phóng ra nắm bắt thời cơ hoàn mỹ phối hợp với đội ngũ không chê vào đâu được diệp tu hết sức vui mừng Mang theo cao thủ thế này thật thoải mái, hòa mình quả thực rất nhanh. Đám bọn họ hiển nhiên cũng cực kỳ cẩn thận, khống chế quái để chúng không thoát khỏi phạm vi của đao trận. Bên trong và bên ngoài kết giới, hiệu suất tấn công của mọi người không hề giống nhau. Chẳng qua có hơi đáng tiếc, hiệu quả của đao trận chỉ kéo dài 20 giây, đóng băng lại tới 30 giây, không thể giữ suốt hành trình, luôn sẽ tồn tại 10 giây đánh chay. Nhưng trước khi đao trận nhanh chóng biến mất, quân Mạc Kiếu đột nhiên nhảy ra sau tránh quái. Tiếp đấy rút kiếm vung lên, một làn sương khói mông lung như tràn ra từ đầu kiếm, ngưng kết thành hình. Đao trận của một tấc cho biến mất, một cái kết giới màu tím đen do quỷ thần khống chế lại hình thành ngay sau đấy. Đao hồn, đao trận hả, anh cũng có mà Diệp Tu vừa dứt lời, đầu kiếm trong tay quân mạc tiếu lại chém lên, kỹ năng sử dụng chính là của cuồng kiếm sĩ. Tán nhân, kiêu nhất phàm kịp thời phản ứng, đao trận của quỷ kiếm sĩ là kỹ năng cấp 10, tán nhân đương nhiên sẽ có. Hiệu quả của hai đao trận không thể trồng chất lên nhau, nhưng có thể luân phiên sử dụng để xóa đi khoảng thời gian đánh chay. Song quỷ phối hợp như vậy trong vinh quang cũng được đặt tên riêng, gọi là hai quỷ đập trận. Trong liên minh chuyên nghiệp hiện nay chỉ có chiến đội hư không mới thỉnh thoảng dùng cách chiến đấu này. Đội của họ ngoại trừ trận quỷ đầu tiên Phùng Sơn quỷ khấp của Lý Hiên, vẫn còn một người theo nghề quỷ kiếm sĩ. Có điều, hai quỷ đập trận của bọn Diệp Tu không trọn vẹn, dù sao tán nhân của quân Mạc Tiếu chỉ sử dụng được mỗi lực lượng của quỷ thần đao hồn mà thôi. Nhưng chỉ cần liên tiếp như vậy, lại bảo đảm hiệu suất lớn nhất cho việc tấn công lúc bấy giờ. Dễ như bớn, đợt quái đầu đã bị tiêu diệt nhanh chóng ngay khi quỷ trận biến mất. Đợt quái 2, đợt quái 3, đợt quái 4, một đường càn quét, không trao đổi gì nhiều, thậm chí không có câu chỉ huy nào. Không chỉ kiều nhất phàm, hai người đã phá bản nhiều lần như đường nhu và bánh bao xâm lấn cũng không cần Diệp Tu nói thêm gì nữa, vậy nên cả hai có thể làm đến hoàn hảo. Quỷ trận của Kiều Nhất Phàm cũng được sử dụng vừa phải, cần sẽ hiện lên, không cần sẽ không ném bậy ném bạ. Nối tiếp hoàn mỹ với đao trận mà quân Mạc Tiếu thỉnh thoảng lại sử dụng. Không có sự trì hoãn gì, mọi người dùng tốc độ cực cao đổ bộ vào vườn hoa phía sau phó bản, thời gian vừa vặn 18 phút. chương 178, Tọa Nguyện, Boss Toya cuối cùng, nếu phát huy tự do như lần trước thì thời gian khó mà nói được. Đây vốn là một con boss khó chơi, bọn cao thủ lão làng như xuân dịch lão của Lam Khê Các cũng phải luyện tập cực nhọc mới có thể phối hợp khống chế nó. Vậy lúc này thì sao? Có thủ đoạn gì chăng? Kiều Nhất Phàm nghĩ tới câu nói đại thần không dùng hết sức mình lúc trước, có chút tò mò và nghi hoặc. Đao trận diệp tu sông lên hết to, nếu theo sự phán đoán của mình, Kiều Nhất Phàm chắc chắn sẽ không dùng đao trận lúc này, nhưng cậu tin tưởng phán đoán của đại thần, nghe tiếng liền phóng đao hồn ra. Ác quỷ hiện lên từ thanh đao của một tấc cho, không khác gì đao hồn mà quân mạc tiếu phóng ra, một làn khói tự âm hồn ngưng tụ thành đao hồn sau khi đọc phép xong, kết giới lập tức phủ xuống. Mà tiếng đao trận này dường như cũng đang ra lệnh cho người khác, pháo trong tay phong sơ yên một chợt phun ra ngọn lửa, một pháo đánh trúng boss Toya đang dạo bước ở vườn hoa phía sau. Toya vừa xoay đầu đã phi người xông tới, dẫm lên thềm đá trong vườn, vọt lên cao rồi đạp qua đây. Quân mạc tiếu nghiêng người tiến lên, ô thiên cơ run lên biến thành hình thái chiến mâu, Toya đột nhiên biến mất giữa không trung, chính là bị viên vũ côn của quân mạc tiếu kéo xuống đất. Nhanh quá, ánh mắt kiều nhất phàm đương nhiên không giống đường nhu và bánh bao xâm lấn. Hai người hoàn toàn thờ ơ với những đòn công kích mà Diệp Tu thỉnh thoảng thao tác ra. Nhưng kiều nhất Phạm chỉ ít có thể vừa nhìn đã biết ngay độ khó trong đấy. Vị trí di chuyển, tốc độ tay, điều khiển, dự đoán. Đây là tình huống mà không thể thiếu bất kỳ thứ nào kể trên mới có thể hoàn thành chính xác được. Viên vũ côn vừa ra có thể móc chúng quái ngay ư Vinh Quang cũng không phải trò chơi đơn giản như vậy Viên vũ côn là kỹ năng cưỡng chế bắt lấy Toya không thể dùng chịu thân tránh cú ngã này Nhưng tốc độ của nó rất nhanh Vừa rơi xuống đất đã gây sóng địa chấn để đứng dậy Quân mạc tiếu đoán ra từ lâu Sau khi dùng viên vũ côn liền lùi về sau tránh né Sóng địa chấn do Toya gây ra không những không khiến người chấn động Ngược lại còn bị quân mạc tiếu rút kiếm chém chúng một nhát rút đao chảm Nhanh quá trong lòng Kiều Nhất Phàm vẫn lưu lại ấn tượng này. Tiết tấu chiến đấu giữa Toya và quân Mạc Tiếu thật sự quá nhanh. Toya lại là NPC của hệ thống, thời gian phán đoán và suy nghĩ có thể rất ngắn, nhưng còn quân Mạc Tiếu thì sao? Dường như cũng chẳng cần nghĩ ngợi mà ra chiêu liên tục, mới chiêu đầu tiên đã khắc chế được thế công của Toya. ưu thế của tán nhân, Kiều Nhất Phàm có thể hiểu được điều này, nhưng quan trọng hơn là Diệp Thu Đại Thần dường như không hề suy nghĩ đã lựa ra được kỹ năng thích hợp nhất trong muôn vàn kỹ năng, sự suy đoán này quá nhanh và tinh vi quả thực sánh bằng hệ thống tính toán đáng sợ quá kiêu nhất phàm kinh hãi trong lòng kinh nghiệm của người này phong phú đến nhường nào có lẽ những tuyển thủ chuyên nghiệp khác cũng có thể làm ra những suy đoán chính xác ấy nhưng muốn làm đến bốn chữ không cần nghĩ ngợi chỉ sợ chẳng có bao người kinh nghiệm được tích tụ theo thời gian mà thời gian lại chẳng chừa bất cứ ai những kẻ lão làng không thể nào có được trạng thái mạnh mẽ sụp sôi như đám người mới mà người mới muốn có được kinh nghiệm dày dặn như nhóm lão tướng, cách duy nhất chỉ có thể chờ mình ra đi. Dưới tình huống một mình quân mạc tiếu liền có thể hạn chế tôi a à, cửa ải cuối cùng quả nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Với bốn người còn lại, đây giống như một cuộc chiến cực kỳ bình thường, đối mặt một con boss cực kỳ bình thường, bọn họ chỉ cần phối hợp với quân mạc tiếu tấn công là được. Đao hồn, băng hồn, kiều nhất phàm luân phiên sử dụng hai cái quỷ trận, rồi lại dùng kỹ năng quỷ trảm, nguyệt quang trảm, mãn nguyệt trảm góp chút sức tấn công. Nhưng mà làm trận quỷ, những kỹ năng chảm ấy không được cao cấp cho lắm, điểm kỹ năng phải tiết kiệm để dùng ở những loại lực lượng quỷ thần khác. Khả năng tấn công của trận quỷ kém hơn chảm quỷ rất nhiều. Một phút, sinh mệnh Toya đã giảm xuống một phần ba, tiếp tục duy trì tiết tấu như vậy, hiển nhiên có thể chấm dứt trận đấu trong bốn phút. Thời gian dư giả như thế, thậm chí có thể phạm chút sai lầm. Mạnh quá, Kiều Nhất Phàm cảm thán, tuy cậu rất được coi trọng ở trong đội ngũ này, nhưng cậu biết rõ, mình không phải là nhân vật có yếu tố quyết định kỷ lục. Trận quỷ có thể tăng thực lực cho toàn đội, trên lý luận, đội ngũ càng nhiều người, tác dụng của trận quỷ càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà các công hội lớn đặc biệt bồi dưỡng một vài trận quỷ. Nhưng trong trận đấu liên minh chuyên nghiệp, nhân số đội ngũ cao nhất là 5, khiến lý luận sự hỗ trợ cường hóa vô hạn của trận quỷ bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Trong đoàn đội 5 người, nếu có một trận quỷ phụ trợ khống chế thì chưa chắc mạnh hơn bất kỳ nhân vật có phong cách khác. Trong đội 5 người trận quỷ cũng chỉ là một sự lựa chọn trong chiến thuật nó không kém hơn bất kỳ chức nghiệp nào cũng không hữu dụng hơn ai cũng chỉ là một chiến thuật trong phần đông chiến thuật mà thôi lúc này vùng đất lưu lạc là phó bản năm người tác dụng của trận quỷ trong đội cũng giống thế có thể hỗ trợ nhưng sự trợ giúp này cũng không phải nguyên nhân khiến đội ngũ phá được kỷ lục cực hạn nguyên nhân chân chính là do quân mạc tiếu là đặc điểm của tán nhân được phát huy trọn vẹn mới có thể vượt qua cực hạn của phó bản này bởi vì là tán nhân, mới có thể đánh ra hai quỷ đập trận. Bởi vì là tán nhân nên Toya mới bị áp chế hoàn toàn. Mà một người áp chế thì càng sắc bén và hữu hiệu hơn so với cả đội ngũ phối hợp áp chế. Hơn nữa, vũ khí của quân Mạc Tiếu rõ ràng là tự chế, là vũ khí bạc cực phẩm. Vũ khí bạc có ý nghĩa gì, làm sao mà Kiều Nhất Phàm không biết chứ? Đội ngũ khác không hề có ưu thế về lực tấn công này đâu. Kỷ lục ngay tại trước mắt hai phút trôi qua, thanh máu của Toya đã mất đi 2 phần 3. Công kích, công kích, công kích, năm người không ngừng công kích, Kiều Nhất Phàm chỉ mới tổ đội lần hai cùng bốn người, lại chẳng thấy chút không quen nào. Đây chính là đặc điểm và sở trường của cậu, cậu rất biết cách chủ động phối hợp với người khác. Đây rốt cuộc là thiên phú hay được dưỡng thành từ việc làm kẻ bên lề, không ai biết rõ. Chú ý, sắp máu đỏ rồi. Khi máu của Toya gần giảm xuống một phần mười, Diệp Tu kêu lên. Đám người đường nhu hoàn toàn hứng hờ, lần trước tôi a máu đỏ bạo kích không làm được trò mèo gì cả, vẫn bị quân mạc tiếu chặn mọi đường. Mà bấy giờ kiều nhất phàm cũng chuẩn bị vì máu đỏ. Trông thấy chớp mắt sẽ máu đỏ, đột nhiên ra ngay một kỹ năng quỷ trảo. Tôi a bị hất lên không, tiếp đấy nguyệt quang chảm chém lên người tôi a đang lơ lửng. Sau đó, đầu kiếm ngưng kết thành một khối băng tuyết rồi bất chợt vỡ vụn, băng hồn hiện ra là băng trận. Từ trên không rớt xuống, Toya phải liên tục chịu đựng thương tổn do đóng băng, rơi xuống đất cộp một tiếng lại bị đông thành một khối băng lớn. Vũ khí của năm người đồng loạt dâng lên tiếp đón, khối băng Toya cũng bị thương liên tục. Nhưng dù sao sức kháng cử của boss rất mạnh mẽ, hơn nữa thời gian đóng băng cũng không quá lâu, nhưng Toya phá băng ra thì còn có năng lực gì nữa? Chỉ có thể giảm máu không ngừng dưới tay thủ lĩnh quân Mạc tiếu cùng đồng bọn. Thiên kích, Long nha, Lạc hoa trưởng, pháo chống tăng, còn có cục gạch bay ra từ một góc độ hèn hạ nào đó. Trải qua hàng loạt công kích, Toya mang theo ánh lửa sau vụ nổ từ pháo chống tăng, bị đánh bay đến một bức tường đá trong vườn, không ai công kích thêm nữa, một khắc này Toya cũng bị đánh chết. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi quân mạc tiếu, phong sơ yên mộc, bánh bao xâm lấn, hàn yên nhu, một tấc cho phá vỡ kỷ lục vùng đất lưu lạc, thành tích 22 phút 35 giây 22. Thế giới sau hồi yên lặng ngắn ngủi, đột nhiên bắt đầu bùng nổ. Không có gì quá kinh ngạc, đám người mới ở khu mới không hiểu mấy số liệu kỷ lục trong phó bản lắm, bọn họ không bị kỷ lục quá cao này dọa sợ như đám ma cũ. Người chơi ở khu 10, trong đầu chỉ có một nhận thức chung, phá kỷ lục, kỷ lục lại bị quân mạc tiếu phá nữa. Vì thế lúc này xuất hiện trên kênh thế giới, chủ yếu là những tin chúc mừng. Mà mục tiêu chúc mừng, thế nhưng không phải đội ngũ quân mạc tiếu, mà là Lam Khê Các, cùng với cái thằng tên Vân Thính Đao của Lam Khê Các. Vân Thính Đao chính là Thủy Dương Quấn Bờ là người thường hay gọi hồn quân mạc tiếu trên kênh thế giới, kêu gào người ta đến phá kỷ lục của mình. Lúc này, người chơi đồng loạt chúc mừng Lam Khê Các và bạn trẻ Vân Thính đao rốt cuộc cũng được tọa nguyện. Sự cay nhiệt của đám người chơi chưa bao giờ được đánh giá dựa trên cấp bắc, đám ma mới luôn có sẵn cách châm biếm của riêng mình. Sắc mặt Thùy Dương quấn bờ trở nên trắng bệch, mấy phút trước, hắn vừa mới gửi xuống một tin nhắn. Hiện tại hắn vẫn luôn canh giữ ở đây để mở chế độ trào phúng thường trực, ai dè một tin tức hệ thống lại đáp lại hắn, người chơi trên thế giới bắt đầu châm biếm hắn. Làm sao có thể? Thùy Dương Quấn Bờ không thể tin nổi, kỷ lục bọn họ lập được đã là cực hạn rồi, Thùy Dương Quấn Bờ cảm thấy không thể nào rút ngắn được, nhưng giờ lại bị đối phương rút ngắn hơn 2 phút, Thùy Dương Quấn Bờ không thể tưởng được đám này đã làm như thế nào. Tiếng chào phúng vẫn còn tiếp tục, ném đá người rồi bị người ném đá, loại tiết mục này ngay cả quần chúng không liên quan cũng thích hóng hớt mọi người hăng hái thảo luận tâm trạng của bạn vân thính đau lúc bấy giờ trên kênh thế giới nói xấu không ngừng thùy dương quấn bờ không dám nhìn nữa hắn sợ mình bị tức chết trước máy tính đáp lại thế nào đây thùy dương quấn bờ cúi đầu nhìn bàn phím nhưng không biết nên gõ chữ gì một âm thanh thông báo bạn tốt lên xuống mạng của hệ thống vang lên thùy dương quấn bờ ngẩng đầu liếc nhìn theo bản năng là lam hà lo cao thùy dương quấn bờ đương nhiên biết lam hà đi đâu làm gì thùy dương quấn bờ cảm thấy xấu hổ và tức giận cái tên này xem như nắm thóp được mình rồi. Thùy Dương Quấn mở nhận ra tình cảnh không ổn của mình. Làm sao đám quân mạc tiếu phá được kỷ lục, nếu biết được có lẽ còn kiếm được câu giải thích, chắc không phải đám kia xài đồ cam hết nhỉ. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Thùy Dương quấn bờ, mà chính hắn cũng không quá tin tưởng. Chỉ vì một kỷ lục phó bản lại đầu tư lớn như thế. Huống hồ có tiền cũng chưa chắc kiếm được nguyên bộ trang bị màu cam cấp 30 ở khu mới, còn là cho cả đội nữa, đồ cam cũng có phải bắp cải đâu quân mạc tiếu thế mà phá được kỷ lục của tụi tao, có tài đấy. Hiện tại có rảnh sâu lâu không? Đắn đo hồi lâu, Thùy Dương quấn bờ mới gửi những lời này đi. chương 179, lật ngược tình thế. Toàn kênh thế giới thi nhau diễu nhân vật vân thính đao của Thùy Dương quấn bờ, một bên hóng người này đáp trả. Cho nên khi hắn gửi một câu này đi, rất nhiều người nhìn thấy, sau đó tin spam thi nhau tuôn trào. Gì mà vân thính đao chuẩn men, vân thính đào đúng là đàn ông đích thực vân thính đào có chết cũng không lùi bước giọng điệu rõ mỉa mai một tên kiêu chảnh như vậy đi đến đâu cũng không khiến ai ưa được nhưng tên kiêu chảnh kia chưa chắc không biết chuyện này hắn vốn cũng chẳng cần ai thích sự quá quắt của mình cảm giác đứng ở nơi cao dẫm lên đầu thiên hạ thích hơn nhiều nhưng loại người này đường lúc oai phong bị đạp thẳng một phát xuất đất đúng là không còn gì đau khổ hơn nữa thùy dương quấn bờ ấm cái kỷ lục nghênh ngang khắp nơi tuy người người chửi bới nhưng không có khả năng phá kỷ lục của hắn đây là hạnh phúc của việc hống hách nhưng quân mạc tiếu lại làm được điều đó giẫm nát hắn dưới chân hắn căm hận bao nhiêu cũng không đủ bây giờ lại thách thức quân mạc tiếu thùy dương quấn bờ làm vậy vì muốn giữ vững vẻ ta đây của mình kỷ lục kia hắn đã bó tay chỉ có thể dùng cách sâu lâu để chứng minh hắn không phải chỉ biết giả vờ mà là thực sự có thực lực đây chính là đỉnh cao của hống hách trong vô số lời móc nghĩa thùy dương quấn bờ chờ mong quân mạc tiếu trả lời hắn rất nhanh đã nhận được đáp án, quân Mạc Tiếu bấy giờ gửi đi một tin, tối mai, lấy ớt chính sâu lâu. Được, hy vọng tới lúc đó mày không quay đầu bỏ chạy. Thùy Dương quấn bờ lạnh lùng gõ xuống, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đáp trả, thứ khiêu khích tẻ ngắt này cũng mong Diệp Tu để ý sao. Lúc này người ta đã tổ đội vào bản mất rồi, mọi người vẫn hết mực tập trung, nhất là ở boss cuối, phối hợp với quân Mạc Tiếu càng thêm nhuần nhuyễn. Qua lượt này, kỷ lục lại phá thêm lần nữa. 22 phút 29 giây 57, kỷ lục chỉ hơn 6 giây, không nhiều, nhưng vượt qua cực hạn thì đây cũng không phải chuyện dễ, xem như là một kết quả cực tốt. Thế giới lại tiếp tục dậy sóng, mọi người đùa nhau, cái tát tai này thì ra là hai lần liên kích. Cùng lúc, ba lượt phó bản đã hết, bốn người quân mạc tiếu cũng lên cấp 31. Tô Mộc Tranh ao trước, Kiều Nhất Phàm cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, vốn không rảnh thâu đêm, nhưng sau ba lượt phó bản cùng Diệp Vu, trong lòng vẫn kích động không thôi. Đánh xong 3 lượt phó bản cũng chưa chịu ngủ, tiếp tục theo ba người khác đi phó bản khe núi nhất tuyến. Phía Lam Khê Các, bọn Xuân Dịch Lão nghe tin Lam Hà báo cáo vội chạy về khu 10 nhìn kỷ lục mới trên bảng xếp hạng, chỉ biết đường câm họng. Chưa kịp bình tĩnh lại, thì gặp phải lần liên kích tiếp theo của đối phương. Lần đầu, còn có thể đổ lỗi cho định mệnh, nhưng liên tiếp hai lần, chính là thực lực chân chính rồi. Kỷ lục bị phá, dù Xuân Dịch Lão đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn từ góc độ lợi ích của công hội, đây quả là một kết quả tồi tệ cực kỳ. Mà kết quả bất đắc gì ấy lại không thể không liều, nếu không gã biết ăn nói thế nào với đám người nhà mình. Đại chiến kỷ lục ở khu 10 đang là chủ đề buôn chuyện trong tổng bộ công hội ở thần chi lĩnh vực đấy. Muốn thực hiện chính sách thỏa hiệp, gã cũng phải khiến tất cả mọi người cùng cảm thấy không còn đường lui nào, nhất là với nhóm người Thùy Dương quấn bờ. Để lam khê các có thể ổn định phát triển, cuộc tranh đấu này đã hy sinh một phần lợi ích ở khu 10. Như hiện tại, hình tượng còn chưa kéo về, lại thêm một đợt phong ba, trở thành trò hề cho khu 10. Hình tượng gì đấy đành phải ngày sau tính tiếp, vì vậy nói không hoa, từ đây có lẽ sự phát triển của Lam Khê Các đã chậm hẳn một nhịp so với các công hội khác. Nhưng, vẫn còn một cơ hội lật ngược tình thế, Thùy Dương quấn bờ khiêu chiến quân Mạc Tiếu, chính là cơ hội này. Dù Lam Hà không ủng hộ, cũng không quan tâm, nhưng vẫn phải thừa nhận nếu Thùy Dương quấn bờ thắng, đây nhất định sẽ là cú hích mạnh nhất kéo thể diện Lam Khê Các trở lại lần solo này nhận được chú ý rất cao, toàn thế giới đều đang bàn tán, không biết bao nhiêu người chờ tối mai để xem trò vui. Hành động của Thùy Dương quấn bờ, nghĩ lại cũng không phải bị chập IC, đây là biện pháp cứu giúp thanh danh công hội tốt nhất bấy giờ. Chỉ là, hắn thắng nổi ư, Lam Hà rất nghi ngờ, nhưng không nói gì, dẫu sao cậu vẫn phải đứng bên phe công hội nhà mình. Lúc này, việc cần làm là trông đợi vào chiến thắng của Thùy Dương quấn bờ, dù rằng khỏi nghĩ cũng biết gã này mà thắng, đuôi vốn vỉnh cao tận trời sẽ thẳng ra ngoài vũ trụ luôn. Tranh chấp kỷ lục lần này, ngưu đồ bá đạo cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Làm khê các đi đầu, việc này cả làng đều vui. Vậy nên cả bọn ung um dung đứng ngoài vòng tranh đấu kỷ lục của Lưu Ly Chi Địa, dù bị xem là một công hội vô dụng suốt hai ngày cũng chả sao, đây muốn xem thử quân Mạc Tiếu sẽ có thái độ gì, phản ứng làm sao. Kết quả, tất cả đều nhìn thấy, người ta trốn đi giết boss giã ngoại 36 cấp xong, thong dong quay về đạp hai đạp lên kỷ lục của Lam Khê Các. Lão đại tưởng du của mưu đồ bá đạo đích thân tới khu 10, cũng như Lam Khê Các, tự tổ một đội mạnh nhất, nhưng khi thấy mọi chuyện trở thành thế này, đành buông tay kế hoạch ban đầu. Kỷ lục cực hạn, dường như khái niệm này có tận hai loại khác nhau, một với người chơi bình thường bọn họ, mà với đội ngũ của quân Mạc Tiếu lại là một loại khác. Tưởng du sâu sắc quan ngại, quân Mạc Tiếu có phải cày cùng một phó bản với họ hay không? Kỷ lục cực hạn trong mắt họ, thời gian người ta kéo xa tính bằng phút kia. Kỷ lục yếu ớt thế này mà dám xưng là cực hạn. Làm sao đây, phải tìm quân mạc tiếu sao? Dạ độ hàn đàm không vui, công hội khu 10 mà mình cầm đầu sao lại dây phải một kẻ phiền phức như vậy? Từ từ, đám kia còn mấy cấp nữa mới lên đến 33. Làm khê các bị đưa ra đầu sóng, chúng ta vẫn chưa bị nhiều người chú ý. Anh nghĩ, cần tìm cách xử lý chuyện này, không thể cứ bị động trước quân mạc tiếu mãi nhất định phải tìm cơ hội chứng minh chúng ta có khả năng thoát khỏi khống chế của hắn dù một lần cũng tốt sau đó có trao đổi hay mua bán gì với nhau vị thế sẽ bớt tranh hơn nhiều tưởng du nói làm sao chứng minh dạ độ hàn đàm nghi hoặc cao thủ của bên đây không đủ làm khê các chính là vết xe đổ trước mặt có lẽ anh sẽ hỏi bên chiến đội tưởng du nói có cần tới mức đó không dạ độ hàn đàm thoát mồ hôi hột biết rõ chiến đội chính là chỉ chiến đội bá đồ nhưng giành quán quân mới là mục đích chính của chiến đội, bây giờ lại bảo người ta đến khu 10 khai hoang mà phá kỷ lục giúp. Theo tính tình của đội trưởng Hàn Văn Thanh, dạ độ Hàn Đàm cảm thấy căn bản chính là muốn ăn chửi rồi. Suy nghĩ này của tưởng Du hơi bị can đảm quá mức. Ừm, anh nghĩ, rõ ràng tưởng Du vẫn còn đang rất do dự. Ngoài hai nhà này, công hội khác quan sát quân Mạc Tiếu dẫm hai lần liên tiếp lên kỷ lục cực hạn của Lam Khê Các, trong lòng cũng có suy tính cười trên nỗi đau của người ta xong, lại bắt đầu nghĩ về phần mình. Chuyện này quả thật làm người ta đau đầu không dứt, một đêm cứ thế trôi qua. Sau khi Thùy Dương quấn bờ khiêu chiến xong, ao khỏi khu 10, ban đêm lại lóc ớt chính vào, liều mạng lao vào đấu trường tìm những tên có tỷ lệ thắng cao để PK, cần cù luyện tập một đêm. Nháy mắt đã đến buổi tối ngày mai, Thùy Dương quấn bờ vào khu 10 tìm người. Hắn cảm thấy đêm qua ngủ không ngon, người mệt lả, đầu óc không cách nào thanh tĩnh nổi, vừa nhắm mắt là trong óc hiện lên đủ thứ kỹ năng chiến đấu. Cả khi khiên chiến Lam Kiều Xuân Tuyết, hắn cũng chưa từng gặp áp lực như vậy, lúc này không cách nào bình tâm lại. Trạng thái tâm lý quá kém, nhưng lại ngại không dám tìm người ta rời ngày khác. Dù đổi ngày, cũng chưa chắc ổn định tâm lý được. Đến khi ấy cũng bất an phập phòng, nhất định càng không xong. Khu 10, Thủy Dương quấn bờ vừa tới, kêu gào quân mạc tiếu trên kênh thế giới. Mọi người đột nhiên cảm thấy hứng khởi, cuối cùng giờ phút trông chờ đã đến. Ông tạo phòng đi, quân Mạc Tiếu gửi tin trả lời. Chế độ đẳng cấp, Thùy Dương quấn bờ ao ớc ở khu 10, vào ớt chính, đến đấu trường, tạo phòng, gọi quân Mạc Tiếu. Tiệm nét hưng hân, Diệp Tu cũng ao khu 10, chạy đi tìm Trần Quả. Bà chủ lớn họ Trần đang chơi vinh quang, ngồi ngay ngắn trước màn hình, rất có phong phạm cao thủ. Diệp Tu thở ra hai vòng khói, nhân vật của bà chủ Trần lắc lư, quay sang tức giận bảo, cậu quậy CMN gì đó chị ơi cho tôi mượn ớt chút diệp tu nói làm gì pi cây với người ta diệp tu nói ai tên gì nhỉ diệp tu vào đầu trần quả trợn mắt nhưng vẫn để nhân vật trở về chủ thành đẳng cấp hay tự do đẳng cấp diệp tu nói phòng mấy không biết vậy làm sao tìm trần quả hỏi hét lên hai tiếng quân mạc tiếu đã tới gì gì đó diệp tu nói trần quả nghe lời gửi tin sau đó bị nguyên hàng spam dài rằng giặc làm hoảng hồn sau đó nhận được một lời mời, lại nhấn đồng ý. Vào đấu trường, bản đồ dùng là bản đồ phổ biến thông dụng nhất, là lôi đài bốn mặt trống không. Đơn giản mà trực tiếp, bình thường mọi người đều ưa thích. Nhân vật của Trần Quả vừa vào liền không khỏi giật mình, hoàn toàn không ngờ có nhiều người vây xem như vậy. Mấy người muốn làm gì vậy? Trần Quả vốn còn muốn nói để mình tới thử trước, nhưng trông thấy list danh sách vây xem đông như kiến cỏ, lập tức hiểu đây là chuyện quan trọng, không dám lộn xộn, đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Tu. Đường Nhu ở trước quầy cũng ngóng cổ qua, bắt đầu chưa? Bắt đầu chưa? Sắp, Diệp Tu quay đầu đáp, giúp em trông một xíu nhé. Đường Nhu vội kéo một nhân viên khác đến giúp cô trông quầy, cũng chạy sang bên này. Như vậy nhìn không thấy đâu, mình đang nhập ớt khác vào xem. Trần quả kinh nghiệm phong phú, đi bật ngay một máy khác, đợi chút đó. Không quên nhắc cả Diệp Tu, tuy không hiểu ớt sáp gì, nhưng sự tò mò của Trần quả đã bị hai đứa này khơi gợi rồi chương 180, bậc thầy pháo súng nhanh nhất. Quân Mạc Tiếu, bên này, Thùy Dương quấn Bờ thấy đối thủ vào phòng là một nhân vật nữ cũng ngờ ngợ. Ừ, Diệp Tu đáp lại, Thùy Dương quấn Bờ cũng không quá bất ngờ, quân Mạc Tiếu bảo mình mượn ớt, nhân vật nữ hay nam cũng như nhau, game thôi, nhân vật nữ cũng chả thêm được thuộc tính hay trang bị gì khác. Nhưng đó là lời mà Diệp Tu đã nói với hắn khi tranh chấp trước cửa phó bản vùng đất lưu lạc, còn người khác thì đâu biết đâu. Cả lũ chỉ biết lúc hẹn chiến hôm qua, Quân Mạc Tiếu bảo đối phương lấy ớt chính ra, nên ai cũng đoán giả đoán non, hai nhân vật này là ớt chính của họ đó ư. Cái tên Thùy Dương quấn bờ kia dù sao cũng có số có má, đa phần đám lão làng di dân từ thần chi lĩnh vực sang khu mới khai hoang đều biết không ít. Thùy Dương quấn bờ, trong tiệm nét hưng hân, Trần Quả và Đường Nhu cũng mở máy, lấy nick Hàn Yên Nhu tìm phòng vào xem, vừa thấy tên đối thủ Trần Quả đã giật mình thốt lên. Người chị quen à, Đường Nhu hỏi, chỉ biết thôi, là người của Lam Khê Các cao thủ mới nổi nhưng lúc nào cũng thích khoe khoang trên kênh thế giới, trông phát ghét. Trần Quả chơi ở thần chi lĩnh vực đã lâu, biết Lam Khê Các có mấy cao thủ lừng danh, chẳng qua không có mấy ấn tượng tốt. Ồ, Đường Nhu vẫn còn ngu ngơ với cái tên Lam Khê Các này. Cô chỉ coi đó là một trong các công hội nhờ họ phá kỷ lục như công hội Nguyệt Luân, không hơn không kém. Sao tự dưng chúng lại muốn đến vi cây nhỉ? Trần Quả vừa nghi hoặc hỏi Đường Nhu, vừa nghiền sang gọi Diệp Tu, này này, bắt đầu được rồi đó ok diệp tu đeo tai nghe ấn sẵn sàng quấn bờ cũng chuẩn bị bắt đầu màn hình của trần quả đường nhu chấp lóe vào trạng thái quan sát Rốt cuộc mày là trai hay gái vào trận đấu tiếng của hai người được liên thông thùy dương quấn bờ hỏi trai diệp tu đáp vẫn dùng nhân vật này không đổi hả thùy dương quấn bờ lại hỏi ờ phân thắng bại trong mấy ván đây thùy dương quấn bờ hỏi chi tiết một là đủ diệp tu cười một ván là đủ để ông thấy tranh lệch rồi đảm bảo không cần ván thứ hai chém gió hả mày thùy dương quấn bờ nóng máu tuy ở trạng thái quan sát nên trần quả và đường nhu không thể nghe thấy hai người nói gì nhưng ngồi bên cạnh diệp tu diệp tu nói câu nào hai cô cũng hóng đủ vừa nghe thấy thế trần quả đã bĩu môi với đường nhu nghe có ngứa đòn không kìa bắt đầu rồi đường nhu vừa nói trần quả lập tức điều chỉnh góc độ quan sát trên võ đài thùy dương quấn bờ nói xong câu kia cũng bắt đầu tấn công nhân vật lao thẳng về phía trục yên hà do diệp tu điều khiển khi sắp tiến vào tầm bắn của trục yên hà thân mình của hắn lay động bước đi một cách bất quy tắc nhân vật của thùy dương quấn bờ lập tức phân ra thành từng bóng hình theo mỗi bước bốn tàn ảnh của kiếm ảnh bước trần quả ré lên đây là một kỹ năng cao cấp của nghề kiếm khách hiệu quả hoàn toàn dựa trên thao tác người chơi thùy dương quấn bờ đã thao tác kiếm ảnh bước tạo thành bốn tàn ảnh hoàn mỹ khiến trần quả kêu lên sửng sốt đám đối thủ từng đấu với cô chưa ai có thể tạo ra bốn tàn ảnh như thế, tên cao thủ tầm lợm của Lam Khê Các này quả nhiên có tư cách để tự đại. Ái cha, được ấy chứ. Diệp tu thầm khen một tiếng, kinh nghiệm trình chiến của Thùy Dương quấn bờ dày dặn, thời cơ dùng kiếm ảnh bước cũng rất chuẩn, đúng ngay chớp mắt tiến vào tầm bắn của Trục Yên Hà. Chú ý tới chi tiết ấy đã khá lắm rồi, hơn nữa đây mới là lần đầu hắn đối đầu với Trục Yên Hà, có thể phán đoán được tầm bắn của nhân vật chứng tỏ hắn khá ám hiểu trò chơi, vừa nhìn đã hiểu biết tất cả trang bị trên người Trục Yên Hà còn bốn tàn ảnh mà trần quả suýt xoa kia với diệp tu thực chất chả là gì có kiếm khách nào trong giới chuyên nghiệp mà không làm được như tên đại thần hoàng thiếu thiên đứng đầu trong lũ kiếm khách ấy hắn ta có thể tạo ra hẳn sáu tàn ảnh rưỡi bốn hà còn non lắm không tàn ảnh hay bốn tàn ảnh cũng như nhau diệp tu nháy mắt đã nhận ra đâu là người thật đẩy chuột bắn ngay một quả pháo lượng tử đồng thời tay trái bấm lùi trục yên hà trượt ra sau một bước pháo lượng tử giống với pháo laser tạo phản lực rất lớn cần phải lùi về sau đúng lúc để giảm phản lực, nếu không nhân vật chắc chắn sẽ cạp đất. Thùy Dương quấn bờ cũng không ngỡ ngàng với chiêu này, kiếm ảnh bước sượt sang bên, bản thể tránh ra một khoảng đủ tầm, vừa hay thoát khỏi phạm vi dao động của pháo lượng tử. Khả năng khống chế đầy tinh tế khiến Diệp Tu lại muốn khen câu nữa. Mà hành động tiếp đấy lại càng khiến Diệp Tu bất ngờ hơn, Thùy Dương quấn bờ vừa tránh thoát vừa chém một chiêu rút đao chảm hòng bổ đôi pháo lượng tử. Hệ thống cho phép thực hiện công kích này, chỉ cần nhanh tay lẹ mắt và tốc độ công kích đủ cao, người chơi thậm chí chém được cả đạn của thiện xạ. Có thể làm được điều này đều là những cao thủ có thao tác bậc thầy, xác suất thành công cũng không phải trăm phát trăm chúng. Về phần chém đôi pháo lượng tử, số người làm được nhiều hơn, nhưng vẫn phải biết cách nhìn và phương pháp. Lúc này đây, Thùy Dương quấn bờ đã tránh được pháo lượng tử lại đột nhiên làm một hành động yêu cầu độ khó thế này. Đây quả thực hết sức sư hơi, trừ làm màu da chẳng còn lý do nào khác. Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thằng quát này còn chưa rõ tình hình ư. Sơ hở lớn thế cứ nào Diệp Tu lại bỏ qua, hắn lập tức thu pháo đổi súng dùng ngay đạn lơ lửng. Bậc thầy pháo súng không phải chỉ dùng được mỗi pháo hạng nặng, chẳng qua nhiều chiêu sát thương cao của nghề này cần dùng pháo mới thi triển được. Còn chiêu đạn lơ lửng này lại không thuộc chiêu thức của bậc thầy pháo súng, nó là kỹ năng dưới cấp 20 của chuyên gia thuốc súng, tác dụng như tên là gây lơ lửng cho đối thủ khi chúng chiêu. Kỹ năng này dùng súng nhỏ sẽ nhanh và chuẩn hơn đổi sang dòng một súng hoặc hai súng, đấy là chuyện thường ở huyện của hệ xạ thủ. Diệp Tu đã thấy trong túi đồ của Trục Yên Hà có cây súng dự phòng từ lâu, nên nhanh chóng rút súng ra, bắn đạn lơ lửng. Thế nhưng, màn kế tiếp lại khiến Diệp Tu khá ngạc nhiên. Đạn lơ lửng vừa bắn ra, Diệp Tu lập tức cất súng, định bụng đổi pháo nổ văng Thủy Dương Quấn bờ sắp bị cưỡng chế lơ lửng. Ai ngờ chợt thấy Thủy Dương Quấn bờ thu kỹ năng rút chảm đao lại, nghiêng người nhảy lên trước, đúng lúc phóng qua viên đạn lơ lửng vừa chạm đất đã tức thì thi triển tam đoạn chạm ánh đao chém ra nhân vật đã lướt đến trước mặt trục yên hà tam đoạn chảm vốn là một chiêu thức kiếm khách thường dùng để di chuyển nhanh bẫy à thằng này khá diệp tu hiểu ngay ra là thùy dương quấn bờ cũng khá thủ đoạn cái màn làm màu rất hợp tính ẻm lúc nãy chỉ là mồi nhử nhóc ta chắc rằng một cao thủ sẽ thao tác đổi súng bắn đạn lơ lửng rồi đổi lại pháo nên đã lợi dụng khoảng thời gian đổi vũ khí để chấp thời cơ vọt đến trước mặt thao tác đổi súng không nhanh vì đổi vũ khí cần có thời gian đóng băng, đó cũng là rào cản lớn nhất cản trở tán nhân phát triển trong quá khứ. Âm mưu thực hiện thành công làm Thùy Dương quấn bờ đắc ý lắm, Trục Yên Hà bấy giờ không kịp nâng pháo lên, có muốn dùng phi pháo thoát thân cũng không được, mình đoán chuẩn không cần chỉnh mà, đối phương hoàn toàn bó tay bó chân. Thùy Dương quấn bờ chuẩn bị tấn công, ai ngờ lại bị Diệp Tu cho một quả sướng đời, bởi hắn trơ mắt nhìn thấy đối thủ quảng luôn cây pháo chưa kịp trang bị kia xuống đất. Gì đây, dối rắm nên làm ở à? thùy dương quấn bờ không hề đoán trước được chuyện này trong đấu trường không có khả năng chết rất trang bị nhưng lại có kẻ cuốn quá mà quẳng cả vũ khí ra ư thùy dương quấn bờ biết tầm bắn của Trục yên hà đương nhiên đoán được vũ khí trong tay đối phương từ lâu rồi pháo hạng nặng hoa hồng vũ khí tím cấp 70, trang bị đẳng cấp đó nằm trỏng trơ trên mặt đất ngu gì không nhặt coi như không dùng thì cũng bán được cả đống tiền hóa chân quả đập bàn bật dậy cây pháo hoa hồng yêu quý của cô bị diệp tu quẳng không thương tiếc nhớ bị đối thủ lượm mất thì sao? Trần Quả hối hận sao mình không cố định nó cơ chứ? Chỉ trách trước cứ mơ mộng có ngày đổi vũ khí cam, đến lúc đó sẽ bán vũ khí tím này đi, nhưng giờ thì sao? Xong, lúc này Thùy Dương quấn bờ không đáng khinh đến nỗi te te chạy ra nhặt, kinh ngạc nhiều vậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục công kích, vừa quay ra đã thấy Trục Yên Hà cho mình một chiêu lên gối. Lên gối, hữu dụng ư, Thùy Dương quấn bờ cười khẩy, lên gối quả thật là một kỹ năng bá thể không bị cắt ngang, nhưng tiếc rằng Thùy Dương Quấn Bờ đã sớm đoán được đối phương sẽ dùng chiêu này để đẩy mình ra, cho nên, kỹ năng đầu tiên hắn sử dụng khi tiến sát là liệt ba chạm, một kỹ năng của quỷ kiếm sĩ có thể phá bá thể. Kỹ năng này không nhanh, nhưng đối với bậc thầy pháo súng vừa cồng kềnh vừa chậm chạp, thì chiêu này vẫn ăn đứt lên gối. Lên gối là kỹ năng loại thể thuật của hệ xạ thủ, mặc dù không liên quan đến tốc độ bắn, nhưng lại chịu ảnh hưởng của trọng lượng người chơi. Với bậc thầy pháo súng mặc giáp nặng, cầm pháo hạng nặng, thì đây chắn chắn là kỹ năng chậm nhất. Thùy Dương quấn bờ tự tin mình suy đoán hoàn mỹ, nhưng kết quả lại khác xa dự đoán của hắn, chiêu lên gối của Trục Yên Hà đến trước chiêu liệt ba chạm, hất tung hắn lên thành một đường cong đẹp đẽ giữa không trung. Không thể nào, Thùy Dương quấn bờ chới với giữa không trung vội vàng điều chỉnh góc nhìn xuống, bấy giờ hắn mới kịp nhận ra, sức nặng của vũ khí ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hành động, mà lúc này đây, bậc thầy pháo súng chậm nhất trong hệ xạ thủ không hề cầm pháo trong tay, trên tay Trục Yên Hà chả có gì cả, một bậc thầy pháo súng không cầm gì trên tay, động tác nhanh hơn bao nhiêu. Thùy Dương Quấn bở chợt nhận ra mình chưa từng chú ý tới vấn đề này. Chương 181, vài giây chóng vánh, lúc Thùy Dương Quấn bở nhận ra thì đã quá muộn màng, đối thủ của hắn, Trục Yên Hà trong tay Diệp Tu đã ném ra một quả lựu đạn, thời cơ nắm bắt cực chuẩn, sóng xung kích sau vụ nổ lại hất văng kiếm khách lên cao một lần nữa. Sau đó, Trục Yên Hà mới nhặt pháo của mình lên, nhìn đối thủ từ tốn thực hiện một loạt hành động Rốt cuộc Thùy Dương quấn bờ cũng nhận ra, ném cây pháo hoa hồng mới chính là nước cờ hiểm mà đối phương sử dụng. Trục Yên Hà ngồi xuống, rút ngắn khoảng cách mang cây pháo hoa hồng về lại trên vai, trên đầu hỏng pháo tích tụ nguồn sáng xanh. Thùy Dương quấn bờ hạ thấp góc nhìn, chỉ thấy nhân vật của mình còn chưa đáp xuống, luồng sáng kia đã bắn ra, quả đạn pháo quang từ xanh lập lòe bay thẳng về phía mình. Pháo huyền từ, Thùy Dương quấn bờ vẫn nhận mặt hầu hết kỹ năng hơn nữa hắn phát hiện động tác ngồi xuống nhặt pháo của đối phương không phải vô nghĩa mà nó tiết kiệm được thời gian vác pháo lên vai ngoài ra bắn ở tầm thấp cũng rút ngắn được thời gian pháo bay hai lần rút ngắn bé nhỏ ấy cũng đủ để kiếm khách sắp rơi xuống đất ăn chọn một quả pháo huyền tư đặc điểm của pháo huyền tư là hút lấy mục tiêu bị đầu đạn chạm trúng đồng thời kéo mạnh mục tiêu bị hút tốc độ bay sẽ dần chậm lại rồi rơi xuống đất nổ tung tùy thuộc mục tiêu thùy dương quấn bờ không thể thoát khỏi lực hút của kỹ năng xác định phải chịu thương tổn lòng đang xoắn suýt nên phản kích thế nào thì đột nhiên thấy đối thủ thản nhiên giơ tay búng một cái tách kiếm khách kinh hãi đây không phải một hành động vô nghĩa đây là hình thức mở đầu cho kỹ năng nhiệt cảm phi đạn của bậc thầy pháo súng cái búng tay này sẽ bật mở một chiếc bật lửa vị trí ném bật lửa cũng là vị trí cuối cùng đạn pháo bay từ trời xuống chiêu này có uy lực rất lớn đương nhiên thao tác cũng rất khó chưa bàn tới việc ném bật lửa chuẩn hay không tốc độ bay của bật lửa cũng không nhanh như đạn chả có gì đáng khen sau kỹ thuật chém pháo lượng tử khó khăn, Thùy Dương quấn bờ quyết định thử sức với thao tác có độ khó cao hơn, ánh kiếm chấp lóe giữa không trung, hắn dự định dùng chiêu rút đao chảm chém phăng chiếc bật lửa kia. Chiêu thức đó từng xuất hiện trong trận đấu vòng tròn chuyên nghiệp giữa đội 301 và gia thế, tuyển thủ cao kiệt kiếm khách của đội 301 đã làm vậy để hóa giải chiêu nhiệt cảm phi đạn. Thùy Dương quấn bờ cũng đang trong trạng thái lơ lửng y hệt như cao kiệt khi đó. Chẳng qua, hắn không có kỹ thuật như tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn không nắm chắc được thao tác này chỉ đành cầu nguyện trong lòng chúng đi nhìn hướng bay của kiếm khí trùng với đường cung vạch bởi bật lửa thùy dương quấn bờ đang hí hửng tưởng ăn chắc rồi ai ngờ bùm một tiếng kiếm khí bay ra chợt nổ tung thành ba đóm lửa thùy dương quấn bờ sững người xoay góc nhìn về phía trục yên hà thì thấy khẩu pháo đen ngòm đang chĩa về mình khói súng hãy còn vấn viết bay đệch thùy dương quấn bờ nhìn thấy kiếm khí của chiêu rút đao chảm đã bị kỹ năng pháo chống tăng đẩy lệch đi lướt qua chiếc bật lửa đang bay tới hắn ăn may mới làm được thao tác có độ khó cao đến vậy, thế mà đối phương cũng dơ pháo dùng pháo chống tăng bắn lệch rút đao chảm của hắn. Thùy Dương quấn bờ chợt rét run, hắn biết mình ăn may, vậy đối thủ thì sao? Chiếc bật lửa bập bùng rốt cuộc cũng thực hiện xong một đường cong duyên dáng, rơi xuống đất len keng. Bầu trời ầm vang một trận, ngọn lửa của nhiệt cảm phi đạn giáng xuống. Thân thể Thùy Dương quấn bờ bắt đầu rơi xuống, hắn không thể sử dụng chịu thân, hắn không phải lơ lửng bình thường, mà đang bị hút bởi pháo huyền tư. Thùy Dương quấn bờ đồng loạt đón nhận vụ nổ từ pháo huyền từ và đòn tấn công do nhiệt cảm phi đạn giáng xuống. Một cây nấm khói bốc ngùn ngụt giữa trời, nhưng chưa hết, Thùy Dương quấn bờ còn đang quằn quại giữa khói súng, thì chợt thấy một cột sáng từ trên đỉnh đầu bắn thẳng xuống, đấy chính là đại chiêu kết thúc của bậc thầy pháo súng vệ tinh xạ tuyến. Cùng một lúc, Thùy Dương quấn bờ ăn trọn tất cả các chiêu sát thương cao của bậc thầy pháo súng. Bị vệ tinh xạ tuyến rồi cua, quanh thân Thùy Dương quấn bờ còn lập lòe ánh sáng và khói súng, Diệp Tu lại chuẩn xác thao tác trục yên hà xả thêm vài kỹ năng nữa, đám người hóng hớt cứ phải trợn mắt há mồm nhìn nòng pháo nổ đùng đoàn không dứt lên tới 77 liên kích. Khi cột sáng tắt đi, khói súng tản ra, Thùy Dương quấn bờ đã nằm thẳng cẳng. Từ khoảnh khắc bị lên gối hất lên trời, hắn không có ổi một cơ hội phản kích, đến thời khắc chạm đất, tất cả chỉ kéo dài có 5 giây, 5 giây đó đã có bao nhiêu kỹ năng. Nhất thời đám người xem cũng muốn xòe tay ra mới có thể đếm rõ chỉ có kết quả là rõ ràng nhất thùy dương quấn bờ thua 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 thật sự chớp mắt ấy thanh máu dài ngoằng đã bị xóa sạch trong phòng lặng như tờ tuy người xem không thể lên tiếng nhưng vẫn có thể viết ra lời vậy mà giờ phút này chẳng ai buồn gõ chữ bởi tất cả đều đang ngây dại trần quả cũng xứng người trước màn hình máy tính cô vốn đã đứng dậy vì diệp thu ném cây pháo hoa hồng của mình cô còn định phi sang làm thịt tên đó kết quả là pháo được nhặt lại trong nháy mắt Đối thủ cũng ngã xuống trong nháy mắt, tất cả chỉ trong nháy mắt, hệt như chính cô vừa mới bật dậy. Rốt cuộc cô cũng tận mắt thấy Diệp Tu hạ đối thủ trong vỏn vẹn mấy chục giây như thế nào, bằng chính Trục Yên Hà của mình. Trần Quả chưa từng nghĩ, rằng Trục Yên Hà của cô lại có thể bộc phát giết người chớp nhoáng đến thế, giờ thì cô thấy rồi, mà kẻ bại trận còn là cao thủ nổi danh trong Thần Chi lĩnh vực, Trục Yên Hà mờ mịt, vốn khi nãy còn hùng hổ đòi giết Diệp Tu, vậy mà giờ lại luống cuống chẳng biết phải biểu đạt thế nào xác của Thùy Dương quấn bờ nhanh chóng biến mất, người chơi biết rằng người này đã ra khỏi phòng, Thùy Dương quấn bờ còn nói gì được nữa, kẻ kiêu ngạo như hắn cũng có lúc hoàn toàn câm lặng, rốt cuộc hắn cũng không tài nào ngang ngược được nữa. Hắn nhận ra, lời quân Mạc Tiếu nói không phải khiêu khích, mà là sự thật hiển nhiên. Một ván, thật sự chỉ cần một ván, hắn đã nhận rõ tranh lệch thực lực giữa hai người, bại trận quá nhanh, quá thảm, đây không phải điều mà vận may có thể mang đến. Trận đấu này nhanh đến nỗi khiến mọi người quên hẳn một sự thật, rằng đây còn là một trận perfect, bởi Trục Yên Hà hoàn toàn không bị chút tổn thương nào. Đến khi Trục Yên Hà ra khỏi phòng, căn phòng tự động xóa mất, khán giả cũng bị đá ra ngoài. Nhưng ai nấy vẫn còn ngẩn ngơ, im lặng tại chỗ. Chỉ có Diệp thu tựa như chưa hề có việc gì, tháo tay nghe, quay ra bảo, chị chủ, trả cho chị đấy. Hả, Trần Quả vẫn còn chìm trong trạng thái ngây dại, có quay lại không, bỗng dưng Trần Quả quay ra hỏi đường nhu đường nhu cười khổ là chị cầm mà a a a nhân vật trên máy đã thoát ra làm sao còn thu hình được nữa trần quả tiếc đứt ruột trận đấu phấn khích như thế mà thu lại có khi xem cả trăm lần ấy chứ trần quả đang ủ ê thì chợt nhận ra xung quanh rất khác thường ai cũng nhìn lại đây còn có những ánh mắt không ngừng đánh giá mình nhìn cái gì trần quả hỏi thẳng những người nhìn cô đều là khách ruột cũng có chút quen biết nhưng cô có làm gì khác người đâu mà nhìn gì dữ vậy chị chủ số rách, bỗng một người nói, hả, Trần Quả không hiểu, Trục Yên Hà đó, một người khác kêu lên, hả, Trục Yên Hà hả, đâu đâu, lại một kẻ khác nhảy dựng lên, lần này là khách lạ Trần Quả không biết. Trần Quả lập tức hiểu ra, trận này có cả người trong tiệm xem, chắc chắn cũng là người chơi khu 10. Trong đó có vài khách quen không biết quân Mạc Tiếu là nhân viên trong tiệp, nhưng biết nhân vật vinh quang của Trần Quả là Trục Yên Hà, xem xong cũng hãi hùng cả bọn sau đó e rằng hiểu nhầm quân mạc tiếu là trần quả luôn rồi còn khách lạ đương nhiên không biết được chỉ đột nhiên nghe thấy có người trong quán bàn tán thế là cũng đứng dậy tìm đối tượng hóng xem trần quả dở khóc dở cười giáo giác nhìn chung quanh diệp tu lại lẩn đi đâu mất chỉ đành bất đắc dĩ gào lên không phải chị người khác mượn ốc chị chơi rồi cũng chuồn mất đám khách giật mình cũng không nói gì thêm đám hóng chuyện chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò nhất thời cũng chẳng thêm được cân thịt nào Đa số người chơi vinh quang có quen biết về từng đấu với Trần Quả đều biết trình độ của cô chủ này, trận hoành tránh ban nãy khiến người ta quá bất ngờ, mà lão làng nào lại chẳng biết Thủy Dương Quấn bờ chính là cao thủ chứ. Nhân vật cho người khác mượn, lời này đáng tin hơn. Trong tiệm nét, người có thể nhận ra ức của Trần Quả chạy ra xem không có mấy mống, cũng không gây động tính quá lớn, mọi người chỉ lén lút thảo luận rồi trở về trò chơi. Trận này đấu quá nhanh, chẳng những quá trình nhanh, mà ngay cả thời gian căn phòng biến mất sau trận đấu cũng chóng vánh làm cả đám chưa kịp thảo luận câu nào, người chơi vừa rời đấu trường đã lập tức lên thế giới tìm bạn tám cùng. Chỉ chốc lát sau, kênh thế giới của khu 10 hoàn toàn bị bao phủ bởi đề tài này. Quấn mạc tiếu, thùy dương quấn bờ, trục yên hà, bậc thầy pháo súng, ném vũ khí, oan hit oan kill, tất cả đều là những từ mấu chốt. Trận này quá đẹp, đẹp đến nỗi người ta đều dồn hết tâm trí vào bên thắng. Thùy Dương quấn bờ bỗng chốc trở thành tấm phông nền đáng thương, chẳng mấy người nhắc tới. Có vài con gà mờ, đương nhiên không biết Thủy Dương quấn bờ lợi hại thế nào, chỉ biết hắn bị thịt trong nháy mắt, nên cũng cười nhạo mấy câu, kết quả nói xong còn bị người ta cười vào mặt. Trận đấu này, nguyên nhân thắng bại không phải vì một bên yếu, mà bởi bên còn lại quá mạnh. Đây là ấn tượng của hầu hết người chơi lúc này. Đương nhiên không ai cảm thấy Thủy Dương quấn bờ thua trong vinh quang, kể cả chuyện hắn làm màu rồi bị đạp ngã cũng không phải mối quan tâm chủ yếu của mọi người lúc bấy giờ. Trục Yên Hà quá mạnh, bậc thầy pháo súng quá mạnh, quân mạc tiếu quá mạnh, đây mới là trọng điểm, chương 182, cố vấn chút, trận này PK quá hoa lệ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Thế nhưng đối với các công hội lớn, mức độ ảnh hưởng cũng không bằng kỷ lục vùng đất lưu lạc bị phá trước đấy. Các công hội lớn cũng chỉ biết sơ kết quả, mượn đề tài ấy bóng gió một chút. Muốn dùng chuyện này để phá hủy hình tượng Lam Khê Các, thế thì vẫn chưa đủ. Thực sự để bụng thắng bại của trận đấu này cũng chỉ có mình Lam Khê Các mà thôi. Lúc này kênh bang hội của Lam Khê Các rất im lặng tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn thảo luận trên kênh thế giới. Đừng thấy những người đứng đầu chỉ là vài nhân vật 33 mà lầm, đằng sau các nhân vật đó, những kẻ máu mặt như lão đại xuân dịch lão của Lam Khê Các đều đang ở đây cả. Thùy Dương quấn bờ thì lại không, rời khỏi đấu trường, hắn liền trực tiếp lo cao khỏi thần chi lĩnh vực, cũng không đăng nhập lại ớt mới ở khu 10. Dù tính hắn ta có kiêu ngạo, giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp các thành viên trong công hội nữa. Chèn ép Thùy Dương quấn bờ ngạo mạn, đây có lẽ là thu hoạch duy nhất của Lam Khê Các, nhưng với tình hình trước mắt này, quân Mạc Tiếu hình như ra tay hơi nặng, Thùy Dương quấn mở rất có thể bị đả kích quá độ. Có ai xem trận đấu không? Xuân Dịch Lão hỏi, Lam Khê Các khi thương lượng chuyện gì đều tìm chỗ tụ tập nhau lại, nguyên nhân cũng bởi hội trưởng Xuân Dịch Lão của họ không hề thích đánh chữ. Tôi có xem, Lam Hà Thở dài nói, thế nào, miêu tả trên thế giới cơ bản đều ăn khớp, không hề nói quá. Bởi vì, muốn phóng đại hơn cũng không được nữa lam hà nói quân mạc tiếu này chẳng chưa chút đường sống nào bút ngôn phi nói tôi lại nghĩ ngược lại tôi cảm thấy thế là nương tay rồi lam hà nói mọi người xem trên kênh thế giới đi hầu như mọi người đều thảo luận xem quân mạc tiếu mạnh đến nhường nào vốn nên thảo luận về kết quả của trận đấu thì lại chẳng có ai chẳng lẽ tên kia cố ý làm thế bút ngôn phi nói cũng không rõ lắm ý tôi là trận đấu này chỉ gây bất lợi hữu hạn với chúng ta mà thôi cũng không nặng nề quá mức lam hà nói Ai, Xuân Dịch Lão cũng thở dài, quân mạc tiếu này khó đối phó thật. Sau khi kỷ lục vùng đất lưu lạc bị phá, tiếng tăm vừa mới tăng lên của chúng ta lại bị giảm xuống rồi. Ngày hôm nay, số người xin vào công hội giảm xuống 70. Lam Hà nói, khe núi nhất tuyến, đã hứa không tranh với mưu đồ bá đạo rồi phải không? Xuân Dịch Lão hỏi, ừm, um, xem ra chỉ có thể chịu nhục một khoảng thời gian. Xuân Dịch Lão tiếc núi bảo, chuyện đó, đến tham dự lần thảo luận này còn có hệ châu, ở khu 10, hắn xem như nhân vật quan trọng thứ hai của Lam Khê các chỉ sau Lam Hà. Nhưng những người phía sau các nhân vật nhỏ bé kia lại là các anh đại của thần chi lĩnh vực, hệ châu lập tức trở nên hơi nhỏ bé, có chuyện muốn nói nhưng vẫn phải ngập ngừng. Hà, hệ châu ông có ý kiến gì không? Xuân Dịch Lão hỏi, gã cũng không đến nỗi không biết những người được tuyển đến đây khai hoang. Có thể thử tìm chiến đội giúp xem sao? Hệ châu nói, hơ, ông đưa ra ý này cũng hơi quá đáng rồi đó Xuân Dịch Lão chưa nói gì, Lam Hà đã vuốt mồ hôi trước. Những người khác lại ngẩn ra, tìm chiến đội đến hỗ trợ. Thay mặt đánh phó bản cấp 30, đang dẫn mặt à, chuyện này buồn cười như chuyện đá một trận bóng giao hiếu, phát hiện đá không lại đối phương, vì thế quyết định tìm Messi tìm CA7 tìm Kaka đến hỗ trợ. Tuy rằng chỉ là phó bản nhỏ, nhưng thành tích kỷ lục của các phó bản khu 10 hiện nay, có cái nào nằm trong phạm vi năng lực của chúng ta chứ? Không chỉ mỗi thành tích của quân Mạc Tiếu, đến thành tích rừng rậm băng xương bìa kia vương triều lấy mất cũng ở khu mới này, nếu ở khu cũ, e rằng đã sớm bị người ta hoài nghi do tuyển thủ chuyên nghiệp làm rồi. Hệ Châu nói, mọi người nghe xong, vội mở bảng kỷ lục của khu 10 ra. Kỳ thật bây giờ cũng chỉ có mỗi ba phó bản là rừng rậm băng xương, mai cốt chi địa và vùng đất lưu lạc, có điều theo lời Hệ Châu nói, ba kỷ lục ấy đều rất mạnh rất siêu việt. Những kẻ có trình độ đứng đầu trong đám người chơi như đội năm người xuân dịch lão, thế mà vẫn bị đội ngũ của quân Mạc Tiếu bỏ xa hơn 2 phút, sự thật quá rõ ràng và đáng sợ. Những người này rốt cuộc từ đâu đến đây, mọi người chợt phát hiện lai lịch của đám quân Mạc Tiếu có lẽ không nhỏ đâu, bốn chữ tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu xoay quanh trong đầu họ. Cho nên có lẽ nên tìm cao thủ của chiến đội đến giúp ta đánh giá thử. Hệ Châu nói, ừ, đề nghị này, quả thật cũng đúng. Xuân Dịch Lão gật gật đầu, không nói là thay mặt đánh, xem những kỷ lục mạnh mẽ này như chuyện thường ngày, cùng các cao thủ ở chiến đội trong câu lạc bộ tán gẫu vài câu, mong họ đánh giá thử, đây cũng không phải việc khó. Được, để tôi đi thử, cuối cùng Xuân Dịch Lão nói như thế, lúc này, những người tham dự thảo luận đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ trước máy vi tính. Khai hoang khu mới mà còn phải kinh động đến các tuyển thủ trong chiến đội, đúng là chuyện có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nếu để họ biết chiến đội quán quân Vi Thảo đã mang cả đội đến khu 10 huấn luyện hết rồi, chắc cả bọn đều tăng huyết áp. Vậy lock ao trước đã xuân dịch lão nói với mọi người gã cũng là một người làm việc rất dứt khoát thoát ra xong xuân dịch lão nhìn đồng hồ lúc này chắc chiến đội đang tiến hành tập huấn buổi chiều lam khê các mà xuân dịch lão đang điều hành trong vinh quang chính là công hội của câu lạc bộ lam vũ giống trần giả huy bên gia thế là một nhân viên chính thức gã cũng được coi như một phần tử có tiếng nói trong câu lạc bộ xuân dịch lão thường đến câu lạc bộ đi dạo cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tính xa lạ ngẫu nhiên còn có cơ hội đánh vải ván với các tuyển thủ chuyên nghiệp Đương nhiên, cư xử phải biết chừng mực, nhóm tuyển thủ nhàm chán, thấy gã thì chủ động đánh chơi vài ván, Xuân Dịch lão sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu tự gã chủ động đi tìm tuyển thủ chuyên nghiệp chơi, vậy sẽ bị tình nghi làm chậm trễ thời gian huấn luyện của người ta, nên Xuân Dịch lão vẫn luôn chú ý đúng mực. Xuân Dịch lão tính thời gian, chọn lúc thích hợp đi tới phòng huấn luyện. Gã không bị hạn chế đi lại trong câu lạc bộ lắm, trừ bỏ bộ phận kỹ thuật nghiên cứu trang bị tự chế, cơ bản muốn đi đâu thì đi. Hi, Đại Xuân Xuân Dịch Lão nắm thời gian rất tốt, bây giờ vừa đúng lúc giờ tập huấn của chiến đội Lam Vũ kết thúc, là lúc mọi người tự do thả lòng. Gã vừa xuất hiện ở cửa đã được người ta nhìn thấy, lên tiếng chào hỏi. Xuân Dịch Lão họ lương, tên Dịch Xuân, người quen bên câu lạc bộ đều gọi gã là Đại Xuân. Hi, Xuân Dịch Lão cũng vẫy tay chào tuyển thủ bắt chuyện với mình. Người này gọi là Lý Viễn, là người mới ở Lam Vũ. Khác với tính rẻ dặt cẩn thận của đa số người mới, tên nhóc này vừa vào đội đã vô cùng hoạt bát tích cực niềm nở với bất kỳ ai, rất nhanh chóng đã quen với mọi người, bao gồm Xuân Dịch lão. Lúc này nhóc ta lên tiếng chào hỏi, những tuyển thủ không biết Xuân Dịch lão đến cũng ngẩng đầu nhìn sang, nhưng phần lớn cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ, sau đó lại quay đầu làm việc của mình. Cuối cùng Dụ Văn Châu đứng lên, bước đến chào gã, "Đại Xuân đến đấy à?" "Ừm, um, đến xem chút." Xuân Dịch lão rất lễ độ. Dụ Văn Châu, bàn về kỹ thuật thực lực có lẽ không được xem như một đại thần hàng đầu nhưng người này lại chính là đội trưởng của chiến đội Lam Vũ. Đội trưởng của các chiến đội thường là tuyển thủ vương bài, có điều mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Chiến đội Lam Vũ chính là ngoại lệ đó, tuyển thủ chủ chốt của họ đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên, nhưng đội trưởng lại là Dụ Văn Châu. Tuy thực lực và kỹ thuật của Dụ Văn Châu rõ ràng không bằng Hoàng Thiếu Thiên, nhưng sự hiểu biết về chiến thuật cực kỳ cao, quan trọng hơn, người này rất ổn trọng. Cái thuộc tính nói nhiều quả thực khiến Hoàng Thiếu Thiên bị tụt mạnh hình được, nói chung có người cảm thấy hắn hơi lỗ máng. Lâu rồi không thấy tới đây dụ Văn Châu đối đãi với mọi người rất ôn hòa, tập huấn chính thức chấm dứt, nhìn thấy Xuân Dịch Lão nên sang hàn huyên với gã. Xuân Dịch Lão cũng biết đội trưởng Lam Vũ rất dễ nói chuyện, thế nên mới không do dự như tưởng du của mưu đồ bá đạo. Nếu đổi thành đội trưởng Hàn Văn Thanh, gã sẽ không vừa nghĩ ra cách đã bỏ máy mỏ đến tận cửa ngay. Đúng vậy, gần đây bận lắm, chuyện khai hoang ở khu 10 đấy Xuân Dịch Lão bắt đầu dẫn dắt vào đề tài. Khai hoang thôi mà, còn cần cậu tự mình chỉ đạo à? Dụ Văn Châu cười, anh đương nhiên biết rõ công hội của câu lạc bộ hoạt động thế nào. Khu 10 lần này không giống bình thường, Xuân Dịch Lão thực nghiêm túc nói, hửm, làm sao vậy, không biết từ đâu xuất hiện lắm cao thủ, bây giờ các kỷ lục của khu 10 đều hơn hẳn kỷ lục của 10 năm nay, có vẻ là do tuyển thủ chuyên nghiệp ra tay cả. Xuân Dịch Lão nói, một tiếng rầm thật lớn truyền ra từ phòng huấn luyện, sau đấy vang lên ba bốn tiếng kêu sợ hãi, Hoàng Thiếu không có việc gì chứ, làm sao thế không có gì không có gì, té thôi mà. Hoàng thiếu thiên mặt xám mày cho dựng ghế lên, ngó thấy Xuân Dịch Lão đang kinh ngạc nhìn mình, vội vàng vẫy vẫy tay, đại Xuân tới rồi ha ha ha, đã lâu không gặp, hôm nay rảnh vậy. Ăn cơm chưa, chắc chưa há, vừa hay sắp ăn cơm rồi, ở lại ăn nha. Ừm ừm ừm, Xuân Dịch Lão vội gật đầu, không có từ gì dư thừa trong câu nói, bằng không chắc trả dứt được. Cậu có tài khoản khu 10 không? Xem thử bảng kỷ lục đã dụ Văn Châu nói. Có đây Xuân Dịch Lão lấy thẻ tài khoản đưa cho Dụ Văn Châu, gã đương nhiên chuẩn bị xong mới đến. Dụ Văn Châu tìm đại máy tính ngồi xuống, đăng nhập trò chơi, cũng không quay đầu lại nói, thiếu thiên em cũng đến xem đi. Phía sau không có phản ứng, Hoàng Thiếu Thiên đeo tai nghe cứ như không nghe thấy, tuyển thủ hai bên vội gọi hắn, Hoàng Thiếu, đội trưởng gọi anh đấy. Hả, chuyện gì, Hoàng Thiếu Thiên bỏ tai nghe ra quay đầu lại hỏi, lại đây xem kỷ lục phó bản của khu 10. Dụ Văn Châu nói, Hoàng Thiếu Thiên đành đứng dậy, vừa đi lại vừa nói, khu 10. Khu mới mở, kỷ lục của khu mới mở thì có gì mà nhìn. Ô, thành tích cao thật đấy dụ Văn Châu đã tiến vào trò chơi, cũng không quan tâm nhân vật là gì, trực tiếp nhấp mở bảng kỷ lục. Thiếu Thiên, em cảm thấy thành tích này đánh thế nào mới được? Dụ Văn Châu hỏi, chương 183, đội trưởng Lam Vũ. Sau khi Dụ Văn Châu xem qua bảng thành tích của ba phó bản nhỏ một lần, mới quay đầu về phía Hoàng Thiếu Thiên mà hỏi hoàng thiếu thiên đứng ở phía sau anh giơ tay lên sờ sờ cầm sau đó lắc đầu những bản này lâu lắm không chơi rồi chẳng nhìn ra kỷ lục có gì cả làm sao biết được người lập nên kỷ lục là ai có cái gì đặc biệt chức nghiệp trang bị ra sao hoàng thiếu thiên nói hai câu xong cũng nhìn về xuân dịch lão ưng ừ, mấu chốt là người này quân mạc tiếu xuân dịch lão chỉ cái tên xuất hiện ở cả ba bảng thành tích trong đó rừng rậm băng sương đứng thứ nhì mai cốt chi địa và vùng đất lưu lạc treo cao đầu bảng người này làm sao hoàng thiếu thiên hỏi người này không truyền nghề là tán nhân mặt khác vũ khí trong tay rất cổ quái có thể tùy ý biến hóa tạo hình vũ khí sau đó thi triển các kỹ năng cấp thấp của nghề khác xuân dịch lão nói bí mật của ô thiên cơ vốn không thể giấu được cho nên diệp tu cũng không muốn che giấu làm gì những cao thủ từng có liên hệ với hắn như lam hà phần lớn đều nhìn ra được ồ có cả loại vũ khí như thế à dụ văn châu nghe vậy độ quan tâm liền tăng lên không ít trước đó anh cũng nhìn thấu mục đích đến đây của Xuân Dịch Lão, thế nên mới khách sáo chào hỏi một chút, nhưng lần này là chuyện anh quan tâm thật. Nói thế thì vũ khí này nhất định là hàng tự chế dành riêng cho tán nhân. Hoàng Thiếu Thiên nói, tán nhân, Dụ Văn Châu hiển nhiên cũng biết cách chơi này, nếu đúng như vậy, món vũ khí này thật ra có thể phát huy trọn vẹn đặc điểm của tán nhân. Tán nhân của thời kỳ đầu, vì thời gian CD đổi vũ khí và sức nặng cao nên gặp nhiều thiếu hụt khi công kích liên tục, không thể liên kết các kỹ năng cấp thấp của mọi nghề lại thật hoàn mỹ nhưng món vũ khí này lại giải quyết được vấn đề đấy. Hơn nữa nếu như bản thân nó có thuộc tính của vũ khí bạc, thương tổn gây ra sẽ cao hơn vũ khí cam, kỹ năng nghề nghiệp của tán nhân lại mang tính liên tục, đội ngũ nào có một nhân vật như thế thì năng lực công kích chắc chắn sẽ cao hơn đội ngũ bình thường, người này thật sự đóng một vai trò rất then chốt. Hoàng Thiếu Thiên nói, dù Văn Châu gật đầu, hiển nhiên rất tán thành quan điểm của Hoàng Thiếu Thiên, sau đó lại nhìn thử đội viên khác trong đội ngũ quân Mạc Tiếu, còn những người khác thì sao? Ba người này là đội viên cố định trong đội quân Mạc Tiếu, một là chiến đấu pháp sư, một là bậc thầy pháo súng, còn có một lưu manh, trình độ của cả ba khá cao. Còn một vị trí hình như không có đội viên cố định, ở rừng rậm băng sương là người của mưu đồ bá đạo, ở Mai Cốt Tri Địa là một kiếm khách tên Lưu Mộc, gia nhập lam khê các của chúng ta vào đúng lúc ấy, không thấy tên đó nói gì, hơn nữa ngày đó lập được kỷ lục xong cũng chẳng online lại nữa, sau cùng là một tấc cho mới xuất hiện được hai ngày, hiện tại lai lịch còn chưa rõ ràng lắm còn đội ngũ của gia vương triều ở rừng rậm băng xương. Dụ Văn Châu hỏi Xuân Dịch Lão vội vã giới thiệu chức nghiệp năm người của đội ngũ gia vương triều. Bọn họ đều đã điều tra ra những thứ này. rõ ràng là đánh thay. người chơi mới của khu mới không có năng lực lập được thành tích cao như vậy. Dụ Văn Châu nói, tôi cũng nghĩ thế. Xuân Dịch Lão nói, hơn nữa có lẽ không phải người đánh thay bình thường. cậu xem thời gian của thành tích phó bản mai cốt chi địa đi. đúng lúc chúng ta vừa đấu với chiến đội gia thế xong trong trận đấu hôm đó đội phó lưu hạo của gia thế nhiều lần gây nên những sai lầm cơ bản trạng thái đặc biệt kém xem ra người này chạy đến khu mới đánh phó bản nên không thể tập trung được dụ văn châu nói không thể nào một phó bản nhỏ như thế không phải tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ dễ dàng lập được kỷ lục ư sao lại đến mức mất khả năng tập trung vào trận đấu chứ xuân dịch lão nói thành tích của phó bản mai cốt chi địa không hề tầm thường thiếu thiên em cảm thấy thế nào dụ văn châu nói Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, thành tích ở Mai Cốt Chi Địa không còn là vấn đề kỹ thuật nữa, có kỹ thuật cũng không lập ra được. Hơn nữa, khu mới ở giai đoạn đầu không thể kiếm được nhiều trang bị mạch, nên chỉ có một khả năng là đấu pháp phó bản ưu tú hơn đấu pháp cũ, nâng cao tốc độ qua cửa. Không hổ là Hoàng Thiếu, Xuân Dịch Lão không nhịn được sự thán phục, bọn họ xem qua thành tích kỷ lục này chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng không dám kết luận chắc chắn gì. Có lẽ chỉ có mỗi Hoàng Thiếu Thiên vừa có kỹ thuật hàng đầu, vừa có sức phán đoán kinh người của đại thần mới dám tự tin đưa ra đáp án như thế. Nói như vậy, kỷ lục của Gia Vương Triều là do Lưu Hạo đánh thay, nhưng lại vì thế mà đi nghiên cứu đấu pháp mới, hao phí rất nhiều sức lực, dẫn đến trạng thái không tốt khi thi đấu ư. Xuân Dịch Lão tổng kết, e rằng không chỉ thế, người này có lẽ không phải đi nghiên cứu đấu pháp mới, mà là đi ăn cắp đấu pháp mới. Dụ Văn Châu nói, hả, kỷ lục của đấu pháp mới này xuất hiện tổng cộng 3 lần, dù Văn Châu gõ vào màn hình nói, hai đội ngũ lại trùng hợp nghiên cứu ra đấu pháp mới cùng một lúc ư? Chú ý bọn quân mạc kiếu ở kỷ lục đầu tiên trong đội ngũ có một người tên là Ly Hận Kiếm, nhưng sau khi bị gia vương triều vượt mặt, trong đội ngũ của họ không thấy tên Ly Hận Kiếm nữa, lại thay bằng một tên Lưu Mộc. Hai nhân vật này chức nghiệp không giống nhau, nên chắc hẳn không phải cùng một người. Trong phó bản này kiếm khách cũng không có ưu thế gì hơn cuồng kiếm sĩ. Nếu bởi vì người chơi kiếm khách có trình độ cao hơn vị cuồng kiếm sĩ kia thì sao lần đầu lại không gọi thẳng tên kiếm khách này tới? Lý do lớn nhất có thể là, đấu pháp mới do quân Mạc Tiếu nghiên cứu, còn tên cuồng kiếm sĩ Ly Hận Kiếm là người của bên Gia Vương triều lẫn vào đội ngũ của họ. Sau khi theo bọn họ học được đấu pháp mới, trở lại hướng dẫn người của Gia Vương triều lập kỷ lục, bấy giờ quân Mạc Tiếu đương nhiên không thể tìm Ly Hận Kiếm nhờ hỗ trợ nữa, nên mới tìm tới tên kiếm khách Lưu Mộc này. Xuân Dịch lão trợn mắt há mồm, từ nhiều đây mà có thể suy ra rất nhiều thứ, bản thân gã lại chẳng nghĩ được gì thời gian xuất hiện kỷ lục bối cảnh của công hội gia vương triều liên kết với biểu hiện kém của lưu hạo dụ văn châu thế nhưng lại lưu ý đến nhiều chi tiết như vậy anh chàng đội trưởng lam vũ này hiển nhiên không chỉ là một người điềm đạm và hòa nhã với đội viên như mọi người đồn đãi sức quan sát và khả năng suy đoán của anh không hề thua kém hoàng thiếu thiên không có thể còn cao hơn hoàng thiếu thiên chí ít lúc này hoàng thiếu thiên cũng không đưa ra phán đoán mạnh bạo như vậy đội trưởng anh cũng lố quá rồi anh đang hư cấu hả chẳng những không có suy đoán hoàng thiếu thiên còn nảy sinh hoài nghi đối với suy đoán của dụ văn châu thế nhưng trong mắt xuân dịch lão những suy đoán tỉ mỉ móc kết của dụ văn châu lại rất có thể xảy ra lẽ nào lưu hạo điên rồi sao lại bỏ nhiều công sức vì một phó bản khu mới thế chứ hoàng thiếu thiên làm sao chỉ có thể nói một câu hắn còn đang nói tiếp ha ha thế nên có lẽ còn chút nguyên nhân đặc biệt khác khiến gã cực kỳ coi trọng kỷ lục của phó bản này trước thì tranh đấu kỷ lục ở rừng rậm băng sương với quân mạc tiếu sau đó thậm chí còn lẫn vào đội của quân mạc tiếu để thăm dò tình báo xem ra gã rất coi trọng quân mạc tiếu có thể khiến tuyển thủ chuyên nghiệp chú ý đến mình quân mạc tiếu cũng không phải dạng vừa đâu anh có cảm giác lưu hạo rất hiểu quân mạc tiếu hành vi của gã nhằm che giấu mục đích nhắm vào đối phương che giấu sự sợ hãi công nhận và tin cậy của mình bởi vì sợ gã mới chạy đi dò hỏi tình hình của đối phương bởi vì công nhận gã ăn cắp được đấu pháp của đối phương đã trực tiếp sử dụng ngay, cũng bởi vì gã tin tưởng đấu pháp của đối phương là lựa chọn tốt nhất, không có chiến thuật nào ưu tú hơn. Xuân Dịch lão sừng sốt đến miệng không khép được, phân tích đến cả trình độ này ư? Xuân Dịch lão không khỏi liếc mắt nhìn sang Hoàng thiếu Thiên đang nghe cùng mình, lại phát hiện Hoàng thiếu Thiên không vì vậy mà lộ ra chút biểu hiện kinh ngạc nào, thoạt nhìn trông cực kỳ bình tĩnh. Quả nhiên là Hoàng thiếu, Xuân Dịch lão lại nhịn không được cảm thán một lần nữa có lẽ sẽ có một số người bởi vì hoàng thiếu thiên nói nhiều mà nghĩ người này thiếu chín chắn nhưng trên thực tế là người theo chủ nghĩa cơ hội xuất sắc nhất trong liên minh hoàng thiếu thiên tuyệt đối là người luôn phải giữ bình tĩnh nhất chỉ có bình tĩnh mới có thể quan sát nhạy bén và nắm chặt thời cơ tốt nhất khi thi đấu cho nên mới nói muốn biết quân mạc tiếu có lai lịch gì trực tiếp gọi điện thoại hỏi lưu hạo là rõ điện thoại của lưu hạo anh có đây dù văn châu vừa cười nói vừa lục túi nhưng chợt nhớ ra a à, không mang điện thoại di động phòng huấn luyện không cho mang theo điện thoại, rất nhiều câu lạc bộ đều có quy định này. Xuân Dịch Lão đang mong đợi, mong đợi biết được đáp án này. Gã đương nhiên mong muốn Dụ Văn Châu có thể chủ động, nhưng lại thấy Dụ Văn Châu không móc điện thoại di động ra, lại cũng không định đi lấy, Xuân Dịch Lão có chút thất vọng. Gã đương nhiên không dám sai khiến vị đội trưởng chiến đội này, cũng không sao nói được lời xin sỏ ngay bây giờ. Đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Dụ Văn Châu vỗ vỗ vào cái túi không có điện thoại đi động rồi cười nói, Thật ra người mà Lưu Hạo nhắm vào, người mà gã vừa sợ vừa công nhận, rồi lại tin cậy, không cần hỏi cũng biết là người nào. Là ai? Xuân Dịch lão bật thốt lên. Diệp Thu, Dụ Văn Châu nói, Diệp Thu đại thần, Xuân Dịch lão thực sự không biết nên dùng vẻ mặt gì mới có thể diễn tả nỗi kinh ngạc trong lòng mình hiện giờ. Thiếu Thiên gần đây có liên lạc với Diệp Thu không? Dụ Văn Châu hỏi. Không có, tên kia từ sau khi giải nghệ liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, có thể đã bị anh nào đến từ vì sao bắt đi rồi. Hoàng Thiếu Thiên nói, anh ta không dùng điện thoại đi động đúng không dụ Văn Châu nói. Ừ, bây giờ nhìn lại, chắc bị người ngoài hành tinh nào bắt cóc đến khu 10 tiếp tục chơi vinh quang rồi. Tán nhân quân Mạc Tiếu sao? Không chừng sẽ có dịp được chứng kiến trên sân đấu. Dụ Văn Châu nói, Xuân Dịch Lão cảm giác mình có muôn vàn lời muốn nói, rồi lại hình như nghĩ không ra từ ngữ để diễn tả tâm trạng mình. Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên lại không phản ứng gì quá lớn với kết luận kinh người kia. Sau khi dụ Văn Châu ngẫm nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường phòng huấn luyện, đột nhiên đứng lên. Ăn cơm, dụ Văn Châu nói, ừ, ăn ăn, đi thôi đi thôi, Đại Xuân cùng đi nào. Phòng ăn ở chỗ nào biết không, tôi mang chú đi Hoàng Thiếu Thiên kéo cánh tay Xuân Dịch Lão đi ra ngoài. chương 184, chuyện này mà coi như yêu thế ư. Đồ ăn của câu lạc bộ khá ngon, lại cung cấp miễn phí cho tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhân viên làm việc tại câu lạc bộ cũng có thể đến ăn, nhưng không có đãi ngộ kiểu này. Xuân Dịch lão tất nhiên không được miễn phí, chẳng qua ngày hôm nay đi theo Hoàng thiếu thiên nên được hưởng sái. Thế nhưng, gã ăn bữa cơm này mà không có cảm giác gì trong miệng, đầu óc gã hiện đang tràn đầy những lời phân tích vừa rồi của đội trưởng dụ Văn Châu. Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu đại thần, tin này thực sự làm cho Xuân Dịch lão tiêu hóa hơi lâu, so với cơm tối còn khó tiêu hơn nhiều. Bất kể là gã hay Lam Hà, trong lòng đều rất coi trọng Quân Mạc Tiếu, bọn họ cảm thấy thực lực của Quân Mạc Tiếu quả thực rất cao nhưng kết quả này lại còn cao hơn đánh giá của họ diệp thu thực lực của người nọ cơ bản là cao nhất trong vinh quang rồi tuy hiện tại đã giải nghệ nhưng chẳng phải vẫn dư sức trừng trị họ trong game sao nhìn thùy dương quấn bờ bị xử lý thế nào là biết ngay nếu bây giờ còn là thời kỳ đỉnh cao của diệp thu đại thần chỉ cần dùng pháp sư chiến nhất diệp chi thu thùy dương quấn bờ sẽ bị hành thành dạng gì đây hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi xuân dịch lão vốn đã nghĩ ra chút phương pháp kiên quyết chống lại quân mạc tiếu nhưng sau khi biết thân phận của người kia bỗng nhiên không biết phải làm thế nào suốt cuộc nên làm gì bây giờ xuân dịch lão lùa lùa đồ ăn nhạt như nước ốc trước mặt ngồi cùng bàn có dụ văn châu và hoàng thiếu thiên nhưng cả hai vẫn đang tám chuyện dường như không có phản ứng gì quá lớn với chuyện của diệp thu ngẫm lại cũng phải người ta cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cần gì phải kinh ngạc quá mức với diệp thu chuyện diệp thu giải nghệ nên chạy đi chơi game thì có gì mới mẻ chứ vì cạnh tranh với đại thần nên khó thở chỉ có mỗi đám người thường như họ mà thôi cơm nước xong tạm biệt rời đi dụ văn châu và hoàng thiếu thiên đều không hề đề cập đến chuyện diệp thu dụ văn châu vẫn dáng vẻ ôn hòa như trước còn đi cùng gã một đoạn cho đến lúc phải tách ra hoàn toàn mới dặn dò một câu chuyện về quân mạc tiếu đặc biệt là vũ khí trong tay anh ta cậu lưu ý nhiều một chút à ừ giờ đột nhiên nhắc tới quân mạc tiếu xuân dịch lão còn chưa kịp phản ứng đội trưởng câu lạc bộ theo lý luận chỉ là người dẫn đầu những tuyển thủ chuyên nghiệp trong chiến đội không có bất luận quan hệ trên dưới gì với người phụ trách công hội trong game như xuân dịch lão chỉ có điều ai cũng biết tuyển thủ chuyên nghiệp chính là trung tâm của tất cả các phòng ban bất luận là chuyên môn nào ai mà không chú trọng bọn họ chứ những gì dụ văn châu dặn dò xuân dịch lão vẫn sẽ chú ý tôi đi trước đây xuân dịch lão chào hỏi xong lập tức tạm biệt rời đi bên dụ văn châu anh xoay người lại liền thấy hoàng thiếu thiên đang hối hả về phòng mình vội lên tiếng gọi lại. Có chuyện gì, Hoàng Thiếu Thiên trả lời, dụ Văn Châu bước sang, lại cùng Hoàng Thiếu Thiên vào phòng hắn. Đội trường có gì cần dặn à? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, dụ Văn Châu đứng cạnh bàn, cầm một cái ống đựng bút lên ngắm nghĩa, lúc trước khi thi đấu với gia thế, hình như tối đó em có ra ngoài thì phải. Ồ, có chuyện này sao? Ngày hôm đó, à à, để em nhớ lại chút. Hoàng Thiếu Thiên nói, đi gặp Diệp Thu đúng không? Dụ Văn Châu hỏi, Hoàng Thiếu Thiên câm nín, thời gian ăn khớp với thời điểm lập kỷ lục của phó bản kia, vậy kiếm khách Lưu Mộc trong đội anh ta chính là em nhỉ? Dụ Văn Châu nói, Lưu Mộc hả? Ủa, hình như nghe cái tên này hơi quen. Sao lại vậy được? Kỳ thiệt hả? Hoàng Thiếu Thiên nói, ha ha, Dụ Văn Châu cười cười, cũng không nói gì với việc Hoàng Thiếu Thiên giả ngu ngắt lời, chỉ tiếp tục vũ khí của Diệp Thu rốt cuộc là gì? Biểu hiện của Hoàng Thiếu Thiên lập tức trở nên nghiêm túc, chắc chắn như những gì em từng nói, là vũ khí dành cho tán nhân lực công kích thế nào tuyệt đối là trình độ vũ khí bạc có thuộc tính đặc biệt nào không không thấy có vẻ không có tốc độ công kích thì sao các loại hình thái đều giống nhau tốc độ hẳn là năm có những hình thái nào dựa vào mấy kỹ năng ổng đã dùng thì nghề nào cũng có hoàng thiếu thiên nói đẳng cấp chắc tên đó cũng nắm rõ cách tăng cấp chứ hoàng thiếu thiên nói vũ khí như vậy hơn nữa còn là diệp thu xem ra có cơ hội nhìn thấy tán nhân chân chính rồi Dụ Văn Châu cảm thán, có điều ít nhất cũng phải chờ một năm nữa. Hoàng Thiếu Thiên nói, tán nhân sao, Dụ Văn Châu có chút đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu 10 Vinh Quang, Xuân Dịch Lão vừa về đã lập tức đăng nhập vào game, đám nhập giả dạ hàn và bút ngôn phi vẫn chưa về thần chi lĩnh vực, còn dùng nhân vật của người khác xưng bá ở đây, chờ Xuân Dịch Lão mang tin tức về. Lúc này vừa thấy Xuân Dịch Lão đăng nhập liền ào ào đến hỏi han. Ở đâu, tất cả mọi người đều hỏi câu này. Bệnh không thích gửi tin của Xuân Dịch lão có lúc cũng làm họ cảm thấy khá phiền, nhưng hiện tại quen rồi. Ngũ đại cao thủ của công hội Lam Khê các lần thứ hai tề tụ, ngoài ra còn có trợ thủ của Lam Hà ở khu 10 Hệ Châu. Nghe được chuyện gì rồi? Sau khi thấy Xuân Dịch lão, ai nấy vội vàng hỏi. Xuân Dịch lão hít một hơi thật sâu, gã đã bị khiếp sợ quá mức rồi, giờ đến phiên đám này. Dụ Đội đã nhìn ra lai lịch của quân Mạc Tiếu, Xuân Dịch lão nói, lai lịch thế nào? Mọi người hỏi, Diệp Thu xuân dịch lão giả vờ bình tĩnh mà nói ra cái tên này gì mọi người tỏ ý chưa nghe rõ diệp thu đấu thần nhất diệp chi thu diệp thu xuân dịch lão nói không phải chứ người dễ kích động như bút ngôn phi thốt lên đầy kinh ngạc lam hà và hệ châu đương nhiên cũng ngây người hoàn toàn lai lịch của quân mạc tiếu cả bọn đã chú ý vấn đề này từ lúc bắt đầu khai hoang thảo luận không biết bao nhiêu lần thế nhưng cho dù suy đoán lớn mật đến đâu cũng không đáng kinh ngạc như đáp án chân thật này vậy mà là Diệp Thu Đại Thần, chẳng biết vì sao Lam Hà có chút kích động, tuy rằng Hoàng Thiếu Thiên mới là tuyển thủ chuyên nghiệp cậu thích nhất, nhưng thần bí Diệp Thu Đại Thần cũng đáng để sùng bái lắm. Nhìn quân Mạc Tiếu trong danh sách bạn tốt, Lam Hà nhịn không được muốn trò chuyện vài câu, cậu chợt quên mất người kia còn là cái tên đã dày vào công hội của mình rối loạn đến thế nào. Vậy mà lại là Diệp Thu Đại Thần, thật không ngờ đến, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? May mà có hệ châu, hắn bình tĩnh kéo Lam Hà trở về hiện thực, diệp thu đại thần là một đối thủ khó chơi lam hà rốt cuộc nhận ra hiện thực tàn khốc này có điều nếu là diệp thu đại thần làm chút chuyện nhượng bộ cũng không quá mất mặt nhỉ lam hà đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn xuân dịch lão bấy giờ mới mở miệng tuy biết được đối phương là diệp thu đại thần thế nhưng không có gì thay đổi cả chúng ta chỉ biết được tình thế đang nghiêm trọng đến mức nào mà thôi là diệp thu đại thần nếu phá kỷ lục chúng ta chỉ có thể chịu thua kế tiếp phải ứng phó ra sao đây không phải là chuyện của một mình Lam Khê các nữa. Tất cả các công hội có dã tâm và khả năng lập kỷ lục cần liên hợp lại. Dù phải giao vật liệu, chúng ta cũng có thể đoàn kết được. Những lời cuối cùng, Xuân Dịch lão nói xong mà thấy giờ khóc giờ cười. Cứ như đang bảo, con tin là tụi mình đó, tụi mình phải đoàn kết lại, nắm tay nộp phí bảo kê nào. Nếu như tất cả mọi người đều biết đây là Diệp Thu đại thần, tôi nghĩ hẳn sẽ không còn mấy màn tranh đấu vô nghĩa nữa." Lam Hà nói, vấn đề là Lời này chúng ta tin, nhưng ông nói cho công hội khác nghe, có mấy nhà sẽ tin ông." Xuân Dịch lão hỏi, mọi người trầm mặc, ai cũng biết các công hội luôn ôm lòng nghi kỵ lẫn nhau. "Đã như vậy, không bằng suy nghĩ sâu thêm chút, nếu chúng ta biết được thân phận của Quân Mạc Tiếu thì có thể lợi dụng được gì hay không?" Xuân Dịch lão nói, "Việc này chủ yếu sẽ do Lam Kiều phụ trách." Xuân Dịch lão đột nhiên chuyển đề tài, "Tôi, không sai, dù sao mấy chuyện này đều thuộc khu mười của ông mà." Xuân Dịch lão nói đúng vậy lam kiều cố lên bút ngôn phi nói có diệp thu đại thần là đối thủ chuyến này ông đi không uổng công rồi nhập dạ hàn nói vậy tụi tui hết việc rồi về trước hén Thử quang toàn băng nói ừ về đi xuân dịch lão lên tiếng trả lời rồi nói tiếp phó bản rừng rậm ánh trăng tuần này đã đánh chưa chưa đánh ừ tối nay đánh đi ngay hà đi lam kiều cố làm cho tốt nhớ kỹ lưu ý vũ khí của quân mạc tiếu xuân dịch lão dặn dò Móa tụi bay, Lam Hà còn chưa nói xong, đã thấy bốn người kia nối đuôi nhau lóc ao. Chẳng thằng nào có trách nhiệm cả, Lam Hà câm nín, cả đám kia vừa thấy cục nợ lớn ở khu 10 là Diệp Thu Đại Thần, thế là rủ nhau làm người trả liên quan rồi chuồn mất. Hệ Châu đừng cạnh cũng chỉ biết cười khổ, ông nói chúng ta nên làm gì đây? Lam Hà hỏi, chuyện có thể làm, hội trưởng vừa mới nói rồi. Hệ Châu nói, Hà, biết được thân phận của quân Mạc Tiếu, đây là điểm mà chúng ta có thể lợi dụng. Hệ Châu nói, sao tôi lại thấy chuyện này chỉ mang đến áp lực cho chúng ta nhỉ? Lam Hà nói, áp lực cũng có thể lợi dụng, công hội khác không bị áp lực nên có thể đâm đầu mà tiến, còn chúng ta cứ ở yên phía sau, đừng làm thử nghiệm gì nữa cả, chỉ cần thấy lợi là nhặt thì được rồi. Hệ Châu nói, à, ông nói như vậy, ý của tên kia là, chúng ta có thể tránh việc tranh đấu với Diệp Thu Đại Thần, ngồi hóng Diệp Thu Đại Thần đi xử lý cái lũ không biết trời cao đất rộng kia. Lam Hà nói, Tôi nghĩ ý của hội trưởng là thế." Hệ Châu nói, "Chỉ có thể như vậy thôi." Lam Hà suy nghĩ rồi lại cười khổ, "Chuyện này mà coi như yêu thế ư? Nghe như chiều mượn đau giết người đầy mưu mô ấy, nhưng thực tế thì sao? Đao muốn làm gì thì làm, họ chỉ bám sau mông đao canh xem có ví tiền ai rơi hay không mà thôi." Tiếp theo chính là khen núi nhất tuyến, mưu đồ bá đạo sẽ làm thế nào đây?" Hệ Châu nói, ai dè lại không nghe thấy Lam Hà phản ứng gì. "Nè, còn ở đó không?" Hệ Châu kêu. Tui đây, Lam Hà còn đấy, sao thế? Giờ tui đi tìm Quân Mạc Tiếu xin chữ ký, có thất thố quá không? Ngoá, ông bớt dùm tui cái đi. Tuy đấy là Diệp Thu đại thần, nhưng giờ vẫn là đối thủ khó chơi của chúng ta đó. Hệ Châu nói, "Ừ, tui cũng nghĩ thế, chuyện này mất mặt thiệt đấy." Lam Hà nói, Hệ Châu câm nín luôn. Chương 185: Đáng tiếc tai tàn, Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, tin dù chấn động nhưng chỉ vài người được biết. Lam Hà và Hệ Châu là hai người duy nhất của Lam Khê Các ở khu người rõ việc, sau khi bàn bạc với nhau, quyết định ém nhẹm chuyện này. Nghĩ xem, những công hội kia vì không biết nên vẫn đối đầu với quân Mạc Tiếu. Còn bọn Lam Hà đã hiểu đối thủ này dù cương tới đứt cũng không thắng nổi người ta, tất nhiên không đâm đầu vào, chỉ cần ung dung ngồi một bên cười mấy nhà khác lấy trứng trọi đá, vì sao không làm. Bây giờ Lam Hà không online game, mà đang coi video Thủy Dương Quấn Bở bị đập chết trên diễn đàn, Tên của Thùy Dương Quấn bờ bị zoom rõ ràng, hắn cứ hay đâm trọt cậu nay lại bị đánh lên bờ xuống ruộng như vậy khiến Lam Hà có chút hả hê, nhưng cũng hiểu Thùy Dương Quấn bờ này dù sao cũng xem như nổi tiếng trong game, là một trong số ít cao thủ của Lam Khê Các. Vậy mà trong đoạn ghi hình này lại trở thành nhân vật phụ mặc người ta cổ hành, mà hành này đâu chỉ mình gã ăn, còn cả Lam Khê Các cũng bị dây vào. Mấy tên ở công hội đối địch không vì người kia quá pro mà thông cảm, ngược lại sẽ mượn chuyện châm chích Lam Khê Các. Lam Hà dạo quanh diễn đàn nhưng không ở box video, vì có người post video này sang box thần chi lĩnh vực. Trong game có thần chi lĩnh vực, trên diễn đàn cũng có một box riêng gọi là thần chi lĩnh vực. Hai thần chi lĩnh vực đều là khu xôm tụ nhất, tên đem video post sang thần chi lĩnh vực rõ ràng không có ý tốt, bên dưới video còn viết thêm mấy câu ca ngợi kỹ thuật của Trục Yên Hà, chủ yếu là dùng biện pháp đòn bẫy dìm hàng Thùy Dương quấn bờ để nâng đối thủ lên. Ai không biết Thùy Dương quấn bờ, từng oanh tạc cả năm đại cao thủ bất bại của Lam Khê các đó, nay bị Trục Yên Hà đánh tơi bởi hoa lá, Trục Yên Hà còn mạnh tới chừng nào nữa. Đại loại như vậy, Lam Hà kéo xem comment, âm mưu của thằng thất quả nhiên thành công, bên dưới tiếng toàn lời la ó xỉ vả. Mặt khác cũng vì danh tiếng cá nhân của Thủy Dương Quấn Bờ đã nát sẵn, tính hống hách lan khắp thần chi lĩnh vực, thành ra như vậy, người chơi khác cũng không ngại bỏ thêm vài cục đá xuống giếng, sẵn bỏ Lam khê cắt xuống giếng chung, khiến cho Lam Hà cười không nổi. Video càng lúc càng hot, game thủ ở thần chi lĩnh vực và mấy khu khác không biết ẩn tình khu 10, lướt xem video xong, nhiều người vào game tìm tên Trục Yên Hà. Bữa tối, Trần Quả sạc cho Diệp Tu một trận, bây giờ cô bị phiền đến muốn bỏ game, bạn bè trong trò chơi thi nhau hỏi vì sao tự dưng lên tay dữ dội, chỉ có thể đi giải thích với từng người, chưa hết, còn phải thỏa mãn thêm mớ bà tám về cao thủ của bọn họ. Thêm một đống người lạ thêm bạn đòi bái sư, công hội đến dụ dỗ, ly kỳ nhất phải kẻ tới ban chiều, đâu mọc ra hai người tự xưng là chuyên gia tìm kiếm ngôi sao trong giới chuyên nghiệp, chạy đến hỏi cô nhiều câu như chơi vinh quang bao lâu rồi, nhà ở đâu, có hứng thú làm tuyển thủ chuyên nghiệp không, cứ như cha cả tổ tông họ hàng vậy. Trần Quả tức giận trả lời không phải chủ ớt xong ao luôn game. Mình vậy mà lại nói không phải chủ ớt, thật quá đau khổ rồi. Tất cả là do chú mày hại, Trần Quả gào thét, cơm xém tí phun đầy mặt Diệp Tu. Lối của tôi của tôi, chị chủ uống chút canh, coi chừng nghẹn. Diệp Tu lập tức hiếu kính chén canh cho Trần Quả. Trần Quả nhận lấy, uống hai ngủ, hơi xuôi xuôi lại. Thật ra cũng không phải lỗi do tôi hết. Diệp Tu nhân dịp giải thích, gì, đối thủ quá yếu, tôi bó tay, cút khỏi mắt bà, chén canh trong tay Trần Quả bị ném đi, mọi người hoảng hồn hét lên, phần Diệp Tu đã nhanh chân chuồn khỏi tiệm nét. Tiểu đường em còn cười, Trần Quả tức giận nói, ca chiều đường nhu ăn cơm cũng ở trước quầy, cô đứng ôm hộp cơm, dù quay lưng về bên đây nhưng vai cứ run run đã cười tới nhịn không nổi nữa. Không cười không cười, đường nhu múc cơm bỏ vào miệng liên tục, không thèm chú ý hình tượng. Diệp Thu đi ra ngoài một lúc lâu cũng chưa quay lại. Đến 10 giờ, Trần Quả đi ra đi vào tiệm nét nhìn giáo rác khắp nơi, không thấy ai bèn quay về hỏi nhỏ đường nhu. Đi đâu mất rồi, không lẽ ra ngoài đụng trúng cây, nếu thế chị phải vui chứ? Đường nhu nói, tất nhiên, vui vô cùng luôn, Trần Quả vừa nói, vừa ngoảnh nhìn ra cửa, em làm gì vậy? thấy đường nhu trước quầy rất thong dong nhưng đầu qua xem thử kết quả thấy đường nhu đang xem hướng dẫn trần quả lại không biết làm sao trần quả ngồi đại một máy lóc game xem một vòng vẫn thấy huyên náo như cũ hay là đi coi video hướng dẫn trần quả vào website kết quả trông thấy topic phân tích video thủy dương quấn bờ bị trục yên hà của mình đánh chết nằm vắt vẻo trên top tò mò click vào ngẩn người xem đồng hồ chỉ 11 giờ vẫn không thấy bóng dáng diệp tu thằng này đi đâu mất rồi lại không có điện thoại. Trần Quả đi ra đi vào, yên tâm đi, người ta lớn đầu như vậy. Đường Nhu nói, suốt ngày ru rú một chỗ, xem chừng đi xa quá lạc đường rồi. Trần Quả nói, lạc đường cũng có chú cảnh sát sắt về, chị đừng lo. Đường Nhu nói, ai thèm lo cho nó. 11 giờ tới ca đêm rồi, người chưa về thì tính sao? Trần Quả nói, không phải có em đây sao? Đường Nhu nói, chị đi ngủ đi. Được rồi, Trần Quả nhìn ra ngoài lần nữa, cuối cùng cũng phải lên lầu chừng nào anh ấy về em nhắn tin cho chị ha đường nhu hỏi ờ trần quả chỉ nói vậy người đã khuất bóng không bao lâu sau đến giờ tan ca đám nhân viên khác lục tục ra về bấy giờ diệp tu mới lén lén lút lút thò đầu ra chỗ cửa tiệm nét nhìn đông ngó tây một hồi mới mỏ ra chỗ quầy đảo mắt khắp nơi nhìn thấy đường nhu thì thở phào nhẹ nhõm chị chủ đâu diệp tu đứng thẳng người châm thuốc ngủ rồi đường nhu thấy diệp tu vừa trả lời xong liền móc điện thoại ra. Anh đi đâu thế? Đường Nhu vừa nhắn tin vừa hỏi Diệp Tu, đi lòng vòng quanh đây thôi. Mức độ tức giận của chị chủ ở khoảng nào rồi? Khó nói, anh đi thì là không, anh vừa về đến, không chừng vọt về 100 rồi. Đường Nhu nói, thật ra không phải lỗi của anh. Diệp Tu nói, ai bảo anh hút thù hận đến vậy? Đường Nhu nói, em tiến bộ rất nhanh. Diệp Tu khen Đường Nhu, cô em này cuối cùng cũng biết xài một vài thuật ngữ trong game đây là trên tư tưởng đã bắt đầu tiếp nhận a à. thường thôi đường nhu nhắn tin xong gửi đi di động rất nhanh lại báo có tin nhắn đường nhu mở ra xem mỉm cười chị chủ nói anh đi trễ cắt lương bữa nay đường nhu đưa diệp tu xem tin nhắn cắt đi cắt đi cắt hết cũng chẳng sao bao ăn ở được rồi diệp tu nói nhắn lại vậy hở đường nhu hỏi em đừng có quậy diệp tu câm nín ha ha anh vào chỗ đi em sang bên kia đường nhu đứng dậy nhường chỗ cho diệp tu cô chuyển sang vị trí thường dùng ban đêm của mình. Hai người mạnh ai nấy lóc game, quân mạc tiếu của Diệp Tu vừa online đã nhận được PM, ông anh lộ rồi. Diệp Tu đưa ra, trả lời, ai vậy? Phác 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 phác, là tôi, Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên xoắn suýt, à à à, chú em hả? Diệp Tu chợt nhớ ID lưu mục này hiện là clone của Hoàng Thiếu Thiên. Lộ cái gì, kỷ lục của anh quá bá, hôm nay làm khê các tìm tới chiến đội luôn. Đội trưởng tụi tôi lợi hại thế nào anh biết rồi đó, hai ba câu đã đoán ra quân mạc tiếu là anh. Hoàng thiếu thiên đáp, hả, đoán sao vậy? Diệp tu hỏi, quá trình này khá là dài dòng, nhưng Hoàng thiếu thiên là ai? Ngại gì chứ chẳng bao giờ ngại nhiều lời, chuyện lòng vòng hơn nữa cũng tích cực kể lại. Tốc độ tay vùn vụt tăng, nhanh chóng dùng vài đoạn kể hết cho Diệp tu nghe mọi chuyện. Ồ, thì ra là vậy, anh lộ rồi chú em cũng đừng hòng thoát nha. Diệp tu nói, đúng vậy a, à, đoán được lưu mộc là tôi luôn. Hoàng thiếu thiên nói, Chẹp chẹp, Văn Châu thật ra rất giỏi, đáng tiếc tay tàn." Diệp Tu nói, "Ông đang sau lưng tôi đó." Hoàng Thiếu Thiên trả lời, "Vậy không phải tay tàn." Diệp Tu nói, "Đội trưởng." Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn Dụ Văn Châu, mặt ghi chữ em Vô Can. Dụ Văn Châu chỉ cười cười, "Sự thật mà, anh thật sự là tay tàn." Lời rác rưởi này của anh, đội trưởng tụi tôi không quan tâm đâu. Hoàng Thiếu Thiên đáp, "Ừm, cho nên mới nói cậu ta lợi hại, nếu không phải tay tàn, thật sự quá khó ăn rồi." Diệp Tu nói, Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ, lại quay đầu nhìn Dụ Văn Châu. Tay tàn muốn so tốc độ tay với anh ta, hỏi anh ta đồng ý không? Dụ Văn Châu cười nói, Hoàng Thiếu Thiên chuyển lời, Diệp Tu trả lời rất nhanh. Tới luôn, ớt nào vậy? Dùng ớt này luôn đi một lúc sau có tin gửi đến. Ấy, đổi người rồi hả? Diệp Tu hỏi, ừm, chế độ tự do, ai tới trước tạo phòng? Diệp Tu nói, phòng 45.178, pass 159. Dụ Văn Châu trả lời, đợi chút, Diệp Tu đáp, quân Mạc Tiếu vội vàng đi đến đấu trường. Vào đấu trường, nhập số phòng, mật mã, sau đó vào sân đấu, sẵn sàng, bắt đầu. Là bản đồ thường dùng, Lưu Mộc rút kiếm đứng một góc. Chào, quân Mạc Tiếu vào trận, Diệp Tu chào hỏi, chào, nghe nói bây giờ đang trông tiệm nét à. Dụ Văn Châu vừa đáp, nhân vật Lưu Mộc đã rút kiếm vọt đến. Ừm, mấy người chúng ta trừ chơi game còn biết làm gì nữa. Diệp Tu cười, ô thiên cơ của quân mạc tiếu hất lên, biến thành dạng mâu, né kiếm rồi đáp lại một chiêu long nha. Chiến mâu cấp độ 5, cái này khó chơi thật, khước tà của anh cũng không nhanh như vậy nhỉ. Dụ Văn Châu nói, tiếc là thuộc tính đơn điệu chút, Diệp Tu vẫn không ngừng tay, một long nha vừa xong, vài kỹ năng thông thường đã ảo ảo ra truy kích, lưu mục của Dụ Văn Châu tránh phải tránh trái, không có cơ hội phản công. Chuẩn bị dùng tán nhân quay lại, Dụ Văn Châu vẫn đang trò chuyện, hy vọng nhà phát hành game đừng chơi xỏ lá nữa. Diệp Tu nói, ha ha, cố gắng lên, đánh với cậu mà cần cố gắng. Diệp Tu cười, đôi khi cũng thật hâm mộ những kẻ tốc độ tay điên cuồng mấy người. Dụ Văn Châu cảm khái, Lưu Mộc vì thao tác không bắt kịp, cuối cùng vì quân Mạc Tiếu công kích không ngừng mà liên tục trúng chiêu. Tốc độ tay của cậu được thế này, tụi anh làm sao kiếm ăn nữa. Diệp Tu không khách sáo chút nào, một chiêu vừa xong, chiêu sau đã sát đến. mươi 186, Ngụy Liên của Tán Nhân Tán Nhân nhiều kỹ năng, nên khi thực hiện công kích liên tục sẽ chiếm ưu thế rất lớn các chức nghiệp khác không thể có nhiều kỹ năng có thời gian cd si ngắn tuy rằng sát thương của những kỹ năng ấy không thể so với các chiêu cao cấp nhưng nếu có thể đánh được một loạt chiêu liên tục cũng đủ bù vào số sát thương thiếu sót đương nhiên chuyện này khiến thao tác trở nên phiền phức hơn lực sát thương của một đại chiêu do một thao tác nếu đổi thành tán nhân có lẽ phải cần nhiều thao tác để thực hiện nhiều kỹ năng liên tiếp hơn nữa không được xảy ra bất cứ sai lầm nào trong lúc tấn công Thật ra tán nhân là một nghề rất vất vả, nhưng với một người đã ăn nằm 10 năm cùng vinh quang như Diệp Tu, tất cả các thao tác ấy đều trở nên chuẩn xác như máy móc. Có điều đối thủ của hắn lại là Dụ Văn Châu, tuy không phải tuyển thủ đại thần đứng đầu, nhưng chắn chắn cũng là kẻ mạnh trong giới chuyên nghiệp, sẽ không bị liên kích dồn đến nằm thẳng cẳng như Đường Nhu hoặc Thủy Dương quấn bờ. Dụ Văn Châu nắm bắt cơ hội áp chế những đòn cưỡng chế rất chuẩn. Thao tác tiếp đấy, đường kiếm sắc bén thoát hiện, Lưu Mộc rút đao chém một cái, Kiếm khí vạch ra một vòng cung nghiêng nghiêng, bay về phía quân Mạc Tiếu. Ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu run lên, mặt ô trở thành hình thái chiến mâu, một chiêu long nha đánh tới trước mặt Lưu Mộc. Hai dòng máu đồng thời tuôn ra, Lưu Mộc bị long nha đâm trúng, quân Mạc Tiếu cũng bị kiếm khí gây thương tích. Người chúng long nha nên đông cứng, kẻ dính rút đao chảm bị hất văng. Khi quân Mạc Tiếu bay ra, ô thiên cơ đã thu về đổi sang hình thái súng, tia lửa bắn ra trước đầu ô, chính là pháo chống tăng. Ở trên không hoàn thành thao tác run súng, ba phát pháo chống tăng tạo thành hình tam giác, sau đó nổ tung thành một nhóm lửa hoàn toàn chôn vùi lưu mộc. Quân Mạc Tiếu chạm đất làm thao tác chịu thân, lăn người đứng lên, tay bắn không ngừng, từ xa tiến lại gần để tấn công lần hai. Chiêu rút đao chạm này của Lưu Mộc, tuy cũng khiến quân Mạc Tiếu bị thương, nhưng không cắt đứt được thế công, Diệp Tu vừa điều chỉnh lại, thế công mới đã nối gót theo. Cục diện không hề biến đổi, Du Văn Châu vẫn bắt lấy cơ hội cắt ngang nhiều lần nhưng không cách nào đoạt lại cục diện ngắt giữa chừng kia nữa diệp tu luôn có thể căn cứ vào công kích của dụ văn châu mà thay đổi chiến lược bảo đảm tính liên tục khi tấn công những đoạn liên kích có vẻ kéo dài không lâu nhưng tác dụng hạn chế và áp chế của chúng lại không thể bỏ qua hơn nữa có nhiều đòn công kích đã trúng mục tiêu lại không được hệ thống tính thành liên kích cho nên không có thống kê loại công kích ấy tuy không được tính trong hệ thống lại có thể tạo nên việc tấn công liên tục trong thực chiến người chơi gọi chúng là ngụy liên trong chiến đấu có rất nhiều chỗ hình thành ngụy liên hơn nữa theo hệ thống người chơi có thể tránh được chúng. Có điều người chơi vẫn không thể đạt được sự tỉ mỉ và chính xác theo hệ thống ấy, thường sẽ vì một ít nguyên nhân chủ quan mà bó tay bó chân trước vài đòn công kích, Ngụy Liên cũng được sinh ra dưới điều kiện như thế. Trận đấu này, tuy dụ Văn Châu không đến mức chẳng đỡ được đòn nào như Đường Nhu hay Thủy Dương quấn bờ, nhưng tóm lại vẫn hấp hối vượt qua. Nhưng dù đang đánh đấm quyết liệt, hai người vẫn một lòng hai việc, vừa đánh vừa trò chuyện, nếu để một người bình thường đến xem, khẳng định không thể tin được cả hai đang tám dữ dội mà vẫn có thể đánh ra được trình độ đối kháng cao như vậy. Sau cùng Lưu Mộc trong trạng thái lơ lửng bị quân Mạc Tiếu dùng lạc hoa trưởng đánh bay, trong khi bay lại chúng thêm một nhát rút đao chảm, giọt máu cuối cùng cũng không còn, rốt cuộc thua trận. Anh thắng rồi, Dụ Văn Châu nói, quá sức bình thường, Diệp Tu cười cười, ưu thế của tán nhân quá rõ ràng, hơn nữa ông anh còn có một món vũ khí rất thần kỳ. Nhưng mà, theo cấp bậc tăng lên, tán nhân vẫn có chỗ bị áp chế không ngừng dụ văn châu nói ừm um, thế cậu thấy cực hạn là bao nhiêu diệp tu hỏi nói thật tôi cảm thấy tán nhân không hề có giá trị thảo luận điều kiện để chơi được nó rất hà khắc đầu tiên nếu anh không có vũ khí thế này vậy khỏi cần nghĩ nữa tiếp đấy cũng chỉ có anh mới có thể phát huy đầy đủ ưu thế hay biến đổi của tán nhân chức nghiệp đặc biệt này chỉ khi đi kèm với những điều kiện đặc biệt mới trở nên có ý nghĩa dụ văn châu nói hiện tại đủ cả rồi diệp tu nói với người có đủ điều kiện như anh dưới cấp 70, tôi cảm thấy ưu thế về đấu pháp phức tạp và biến đổi đa dạng của tán nhân sẽ lớn hơn khuyết điểm thiếu hụt sát thương của đại chiêu. Chú ý, đây là giới hạn trong phạm vi có vũ khí và người sử dụng lại là anh, tính cả giả thiết vinh quang giữ trạng thái cân bằng hoàn mỹ mắc cấp 70 nữa. Cấp 95, thời điểm đạt tới cấp 95, dù có là anh, tán nhân cũng không còn giá trị gì. Dụ Văn Châu trả lời, ừ, cậu nghĩ giống anh, tiếc thật đấy. Diệp Tu thở dài, nếu có thể làm sớm chút, ở cái thời đại cấp 50 kia, tán nhân như anh sẽ rất mạnh, sẽ trở thành bắc. Dụ Văn Châu nói, giờ cũng không tính quá trễ đâu. Diệp Tu nói, thế nhưng, tính qua mùa giải này, đã 3 năm vinh quang chưa tăng hạn mức cấp bậc cao nhất rồi. Dụ Văn Châu nói, có lẽ sắp rồi. Diệp Tu nói, cấp 75, cấp 80, nghề không có mở rộng kỹ năng như tán nhân, thế nào cũng bị yếu đi. Dụ Văn Châu nói, nhưng ít ra còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, cậu thấy anh có thể chơi tới ngày lên 95 không? Diệp Tu nói, chỉ chơi đùa trong khu 10, có gì là không thể. Dụ Văn Châu cười, nói cũng đúng há. Diệp Tu cũng cười, muốn đấu nữa không? Dụ Văn Châu hỏi, thôi, anh không để cậu thấy hết thực lực của mình đâu. Diệp Tu đáp, không thể dùng hết sức ư. Dụ Văn Châu hỏi, đương nhiên, anh già rồi, phải bảo dưỡng tốt. Diệp Tu nói, thôi vậy, Dụ Văn Châu cười cười, rời khỏi đấu trường. Hai nhân vật lại gặp nhau bên ngoài đấu trường lần nữa, Diệp Tu tạm biệt rồi điều khiển quân mạc tiếu rời đi. Thế nào? Dụ Văn Châu quay đầu lại hỏi Hoàng Thiếu Thiên, tổng cộng đánh ra 21 lần ngụy liên. Hoàng Thiếu Thiên nói, anh ta hiểu rõ nhược điểm của anh thật đấy. Dụ Văn Châu nói, tốc độ tay, đây là vết thương chí mạng của Dụ Văn Châu. Vì thế trong lúc đối kháng, sẽ vì tốc độ tay mà không cam đoan được tốc độ thao tác, nhân vật hành động chậm nửa nhịp dẫn đến không thể tránh được một vài công kích vốn có thể tránh né, cuối cùng bị đối phương đánh chúng tạo nên ngụy liên. Ừ Hoàng Thiếu Thiên gật đầu đáp, ông biết rõ nhược điểm của mỗi đối thủ trong liên minh mà, nếu đối thủ là em, ông sẽ không dùng nhiều ngụy liên vậy đâu. Nếu không phải tán nhân, cũng không tạo ra được nhiều ngụy liên như thế. Dù Văn Châu nói, nếu đổi lại là em, cùng một tình huống, em có thể trốn được mấy cái trong 21 cái ngụy liên kia. Họ ăn Thiếu Thiên bỗng nhiên xứng sở, em xem lại video đi. Dụ Văn Châu đứng dậy vỗ vai Hoàng Thiếu Thiên, đấu pháp của tán nhân phức tạp nhiều biến hóa, cuối cùng tạo ra ngụy liên liên tiếp. Dụ Văn Châu rời khỏi, Hoàng Thiếu Thiên ngồi lại trước máy mình, rời khỏi trò chơi, mở ra công cụ thu hình, tìm video trận đấu vừa rồi của Dụ Văn Châu và Diệp Tu. 21 cái ngụy liên, mình có thể tránh được bao nhiêu? Lúc xem cuộc chiến, Hoàng Thiếu Thiên chưa từng nghĩ tới điều này. Tiết tấu hai người giao đấu cực nhanh, Hoàng Thiếu Thiên không có thời gian để ngẫm nghĩ. Giờ xem lại video thu hình, Hoàng Thiếu Thiên mới thay bản thân vào rồi bắt đầu tái diễn lại trận đấu. Nếu như là mình, chỗ này chắc chắn sẽ khác. Đầu tiên hắn cảm thấy được sự chênh lệch giữa mình và Dụ Văn Châu, có vài chỗ Hoàng Thiếu Thiên có cách xử lý tốt hơn, tuy hắn không thể giành thắng lợi trước ưu thế quá lớn của tán nhân, nhưng ít ra có thể đánh ngon lành hơn so với Dụ Văn Châu. Nhưng 21 ngụy liên này, sau khi Hoàng Thiếu Thiên cẩn thận đếm qua, chán hắn bắt đầu rất đầy mồ hôi. Nếu người đấu là hắn, 21 ngụy Liên này chưa chắc thực hiện được, nhưng khi thay mình vào tình huống đó thì Hoàng Thiếu Thiên mới phát hiện, bản thân hắn chỉ nắm chắc thoát được 4 cái trong 21 ngụy Liên. 4 cái, đây là kết quả mà Hoàng Thiếu Thiên không ngờ tới. Tốc độ tay của hắn và Dụ Văn Châu tranh lệch khá lớn, sử dụng ngụy Liên với Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên nghĩ ngay đến việc khi dễ Dụ Văn Châu thao tác không kịp, nhưng bây giờ cẩn thận quan sát lại mới thấy, 21 cái ngụy Liên này không đơn giản chỉ nhắm vào khuyết điểm tốc độ tay của Dụ Văn Châu. Hoàng thiếu thiên tua lại từ đầu, cẩn thận coi lại. Địch, sau khi xem hết hoàng thiếu thiên nhịn không được chửi thề. Ba cái, hắn có thể tránh thoát được ba cái mới đúng, lúc trước coi nhầm một cái. Một cái ngụy liên kia dưới góc nhìn người ngoài của hắn thì rất dễ tránh. Nhưng trong thực chiến, Lưu Mộc đang quay lưng về phía quân Mạc Tiếu, đòn tấn công nọ chính là đánh lén. Đòn ngụy liên nọ đoán trước được cách di động của Lưu Mộc, dù không chúng vẫn có thể ra tiếp nhiều chiêu sau nữa, tốc độ tay có cao tới đâu cũng không tránh khỏi mình nổi tiếng với khả năng phán đoán vậy mà lại nhìn nhầm có thể thấy được đòn ngụy liên này có tính lửa gạt và che giấu cao thế nào nhưng đối mặt với dụ văn châu có tốc độ tay thiếu hụt vốn không cần dùng tới đấu pháp như vậy đấu pháp như vậy tên này còn che giấu bao nhiêu nữa hoàng thiếu thiên ngẫm nghĩ rồi thầm dùng mình lại mở video coi lại từ đầu cẩn thận nghiên cứu đấu pháp của quân mạc tiếu hắn muốn xem kỹ trong đấy rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cơ hội giết đối thủ và hắn phát hiện một sự thật đáng sợ những công kích ngụy liên của quân Mạc Tiếu, đến nhân vật cấp bậc đại thần như hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm giải quyết chúng. Sau lạc hoa trưởng lại là rút đao chạm, đây không phải là ngụy liên, nhưng có bao giờ xuất hiện đòn liên kích thế này trong trận đấu một vs một chưa? Quân Mạc Tiếu có rất nhiều đòn liên kích và ngụy liên, nói chúng là những kỹ năng liên tục, chẳng bằng bảo tên này đang phối hợp. Một sự phối hợp cần nhiều nhân vật và nhiều nghề mới có thể làm được, lúc này lại được thực hiện bởi một mình quân Mạc Tiếu. Hoàng Thiếu Thiên nhìn trận đấu, càng nhìn càng cảm giác một chuyện. Đối thủ của Lưu Mộc không phải một người mà là hai người, ba người. Có lẽ còn nhiều hơn nhưng không thể nhìn thấu trong trận đấu này. Bởi vì đối phương còn chưa dùng hết sức, nếu như dùng hết sức sẽ ra sao đây? Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên tò mò vấn đề này, hắn nhanh chóng đăng nhập trò chơi. Chương 187, tìm không thấy cơ hội. Thần chi lĩnh vực đột nhiên chấn động, vốn chỉ là một tiếng nhắc nhở bạn tốt đăng nhập cực kỳ tầm thường sau khi nhiều người chơi vô tình liếc sơ tên bạn tốt thì lập tức trở nên bùng nổ. Giả dạ Vũ Thanh Phiền, nhân vật đăng nhập chính là Giả dạ Vũ Thanh Phiền, người được xứng danh kiếm thánh, một nhân vật như thần, vậy mà lại bất chợt lên mạng vào lúc này. Tài khoản nhân vật có lợi hại đến đâu chắc chắn cũng bước ra từ trong game. Vì thế, ai cũng có thể dễ dàng tìm được những nhân vật bờ rồ khắp liên minh ấy trong trò chơi. Đối mặt với nhân vật mình thích, không biết có bao người đã thử thêm bạn tốt. Có nhân vật trực tiếp cự tuyệt, có người cần kiểm chứng qua, cũng có kẻ hiếm hoi thêm bạn ngay và luôn. Vậy nên ngoại trừ gặp phải người từ chối thẳng thừng như loại một, muốn thêm bạn tốt với nhân vật chuyên nghiệp cũng không phải chuyện quá xa vời. Đương nhiên, còn việc người ta có đáp lại yêu cầu thêm bạn của mình hay không, tỷ lệ xảy ra lại khá thấp. Trong trò chơi, người chơi xin thêm bạn tốt với giả vũ thanh phiền rất nhiều. Cái tên này vừa log in đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, không ít người có thêm bạn đại thần dũng cảm gửi tin sang thăm hỏi. Tiêu đời, quên ẩn, tin nhắn liên tục hiện ra khiến Hoàng Thiếu Thiên choáng váng, hắn lại vội vàng lóc ao. Sự hiện thân ấy tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng bởi chính thân phận đặc biệt và hào hùng của nhân vật lại dẫn đến sự chú ý đông đảo chỉ trong phút chốc. Người chơi bàn tán xôn xao tin giả Vũ Thanh Phiền đăng nhập trên khắp kênh thế giới. Nhân vật của tuyển thủ chuyên nghiệp hiện thân trong trò chơi. Đây không phải chuyện mới mẻ gì, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thường hay đến đấu trường của thần chi lĩnh vực chơi đùa, đã có nhiều người chơi bình thường may mắn được so đấu với họ. Thế nhưng, chưa có ai từng gặp qua một đại thần siêu cấp như giả vũ thanh phiền tại đấu trường. Xưa nay, những tuyển thủ chuyên nghiệp này không tập huấn ở đấu trường trong game, mà họ được công ty trò chơi cung cấp hẳn một hệ thống riêng biệt. Ngoài ra còn có hệ thống chỉnh sửa bản đồ, hệ thống chỉnh sửa phong cảnh, họ thậm chí có thể tự mình thiết kế một bản đồ để thực hiện những buổi tập chuyên nghiệp. Còn trò chơi, tuyển thủ chuyên nghiệp không thường ghé đến. Ngay vào lúc ai nấy trao đổi sôi nổi năm giây hiện thân của giả vũ thanh phiền trên thế giới, Hoàng Thiếu Thiên lại lặng lẽ đang nhập ẩn. Tuy vẫn nhiều người gửi tin sang, nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn bình tĩnh vờ như không có mặt, sau đó nhanh chóng để nhân vật rời khỏi thần chi lĩnh vực, đến một trấn nhỏ thưa thất ở khu thường. Dù sao tên trên đầu không thể ẩn, bốn chữ giả vũ thanh phiền này sẽ khiến người ta nổ đom đóng mắt. Một đường đi thẳng từ trấn nhỏ đến đấu trường rất thuận lợi. Đấu trường trong vinh quang có thể vượt khu, nhưng đấu trường tại thần chi lĩnh vực và khu thường lại thuộc hai thế giới không có mối liên kết muốn đánh đấm gì với quân mạc tiếu không thể làm tại đấu trường thần chi lĩnh vực được hoàng thiếu thiên vào đấu trường trong chấn nhỏ lập một phòng trong sân tu trình mở danh sách bạn tốt ra rất cả mồ hôi giả vũ thanh phiền không cùng khu với quân mạc tiếu quân mạc tiếu lại không có ở thần chi lĩnh vực không thêm bạn được Đành thu trò chơi thành cửa sổ lên kêu kêu chẳng thèm quan tâm diệp tu có online thiệt hay giả gửi vài tin nhắn sang, kết quả trả ma nào phản ứng. Hoàng Thiếu Thiên đang bó tay, bỗng phát hiện bản thân trong kiêu kiêu tô mộc tranh đang lên mạng, vội gửi tin sang. Chật vật mãi, cuối cùng cũng truyền được lời đến Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên chờ đợi khổ cực hồi lâu, trên kiêu kiêu của tô mộc tranh lại đáp một câu, không đánh, không có thời gian, phải đánh phó bản. Phó bản, phó bản gì hả, Hoàng Thiếu Thiên mờ mịt, chắc là đi khe núi nhất tuyến trước đấy. Tô Mộc Tranh nói, địch Hoàng Thiếu Thiên buồn bực, thân phận của mình thế mà chẳng quan trọng bằng một phó bản cùi bắp như khe núi nhất tuyến, vì đánh cái phó bản dởm ấy mà hắn lại buông bỏ cơ hội so đấu với cao thủ như mình sao. Được rồi, Hoàng Thiếu Thiên không thể không thừa nhận, so đấu cùng cao thủ như mình, loại cơ hội ngàn năm có một với người chơi thường, lại là chuyện nhãn mặt trong mắt Diệp Thu. Gọi ổng đánh với anh một ván đi, ớt chính anh mở sân tu chỉnh nên không ăn hiếp ổng đâu, để anh coi tán nhân của ổng lợi hại cỡ nào. Hoàng Thiếu Thiên lại nhảy. Kết quả nhận được tin QQ Tô Mộc Tranh đáp, đang trong phó bản. Ê ê ê ê, đang trong phó bản, Tô Mộc Tranh em quá vô dụng, em cấu kết làm việc xấu với ổng giờ em là điện thoại ống bơ đấy em có truyền đầy đủ lời của anh hay không hả? Hoàng thiếu thiên thi triển tốc độ tay y như hồi đánh trận chung kết. Đang trong phó bản, hê, anh đây nguyện ý, em làm gì được hả? Trình tự động trả lời, Tô Mộc Tranh hiển nhiên vẫn đang bên khung cửa sổ tán gẫu của QQ, thỉnh thoảng mới đáp lại mấy lời châm chọc của Hoàng thiếu thiên vô dụng, cấu kết làm việc xấu. Cách dùng từ của Hoàng Thiếu Thiên không hề khiến cô tức giận, thậm chí còn cảm thấy rất vừa lòng. Hoàng Thiếu Thiên lại rú thêm vài câu, thể hiện trọn vẹn bản sắc lắm lời của mình, đáng tiếc không đả động nổi đến cảm xúc gõ chữ của Tô Mộc Tranh, thu được chỉ là những câu tự động trả lời đang trong phó bản. Hết cách, Hoàng Thiếu Thiên đành ao giả vũ thanh phiền, lên ức nhỏ lưu mộc, ức này đương nhiên có thêm bạn quân mạc tiếu, mới lên đã làm một chàng năm chữ ế ê ê ê ê ê. Ẩm ý gì hả? diệp tu bình tĩnh đáp pk hoàng thiếu thiên ồn ào đánh phó bản diệp tu nói đánh phó bản cái gì hả ông anh có tố chất chuyên nghiệp chút đi đánh phó bản là chuyện anh nên làm sao tới đấu trường mau lên anh cần một cao thủ giúp mình duy trì trạng thái hoàng thiếu thiên nói đang trong phó bản hai đứa vô liêm xỉ tụi bay. hoàng thiếu thiên sắp lật bàn tới nơi rồi hắn cũng không phải người dễ bị khiêu khích trên sân đấu có điều bây giờ là việc cá nhân hắn cũng khá tùy tiện không cố khống chế cảm xúc của mình nữa. Đang đánh phó bản thật mà, có rảnh không?" Diệp Tu nói, Hoàng Thiếu Thiên cũng không còn cách nào khác, đành phải ủ rủ rời mạng, đi xem lại những video trận đấu. Trong trò chơi, bọn Diệp Tu quả thực đang phó bản. Khe núi nhất tuyến, bây giờ họ có thể thử sức với kỷ lục phó bản này rồi. Phó bản này từ cấp 30 đến 33, không có sự biến hóa năm cấp giữa kỹ năng và trang bị trong khoảng 30 đến 33, nên rằng biên độ không quá lớn giống như sự khác biệt giữa 25 và 27 ở Mai Cốt Chi Địa lúc trước. Đội ngũ 5 người của bọn Diệp Tu có đầy đủ trang bị, lại có thêm kiều nhất phàm gia nhập, rốt cuộc cũng không thiếu sót gì, đủ thực lực để tranh đua cùng đội tinh anh của các công hội lớn. Mà lúc này, Lam Hà của Lam Khê các biết được thân phận của quân Mạc Tiếu xong liền chuẩn bị thỏa hiệp, lúc này đang tự hỏi về sau nên thương lượng thế nào. Trong cuộc chiến kỷ lục phó bản này, người xoắn suýt nhất chính là mưu đồ bá đạo. Lam Khê các chính là vết xe đổ của họ đối đầu với quân mạc tiếu bằng kỷ lục phó bản, kết quả lại bị đè bẹp dưới chân, chẳng có chút hy vọng chờ mình. Tiếng tăm mà Lam Khê các khổ cực gây dựng tại khu 10 đã bị dìm cho chìm nhìm trong nháy mắt, không thể nào đứng lên chỉ trong thời gian ngắn được. Còn mưu đồ bá đạo của họ thì sao? Họ vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự kiện lần trước, người xin nhập hội giảm mạnh, nhưng ít ra cơ hội của họ còn chưa hết, khe núi nhất tuyến chính là nơi bọn họ chứng tỏ bản thân. Có điều, quân mạc tiếu, ngọn núi cao sừng sướng này phải xử lý thế nào đây? sau khi trợn mắt nhìn dáng vẻ thê thảm của lam khê các hội trưởng tưởng du của mưu đồ bá đạo vốn đã ra quyết định dốc hết can đảm dạo một vòng quanh câu lạc bộ ai dè vừa đến phòng huấn luyện đã đụng ngay lúc đội trưởng hàn văn thanh đang giáo huấn người ta trong phòng huấn luyện chỉ còn mỗi tiếng quát mắng của tên kia không ai dám thở mạnh tưởng du nào dám bước lên hàn văn thanh là kẻ hung hãn đến mức dám quát ông chủ xéo ra chỗ khác đấy mãi đến khi buổi giáo huấn kết thúc tưởng du mới lết từng bước sang kết quả ánh mắt nghiêm khắc của Hàn Văn Thanh vừa liếc sang, can đảm mới bùng cháy của tưởng du trượt bay vèo trong tích tắc, rồi cứ thế vờ như người qua đường lướt qua phòng huấn luyện chuồn mất. Không được, có cầu viện cao thủ của câu lạc bộ cũng không thể chạm mặt trực tiếp với đội trưởng Hàn Văn Thanh, tìm cơ hội nói chuyện với Trương Tân Kiệt trước đã. Tưởng du xoắn suýt ngoài cửa phòng huấn luyện hồi lâu, sau cùng quyết định như vậy. Trương Tân Kiệt cũng là cao thủ nổi danh trong liên minh, đội phó của bá đồ, cũng không phải loại nhân vật Hàn Văn Thanh đóng vai ác xong thì đến phiên cậu ta đóng vai thiệt. Trương Tân Kiệt là một người cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ cẩn thận, cực kỳ tỉ mỉ. Cậu ta là người duy trì kỷ lục đứng đầu liên minh hiện nay, người phạm lỗi thấp nhất. Bộ kỹ thuật của liên minh thống kê rất nhiều mặt, trong đấy có thống kê sai sót trong trận đấu. Mà Trương Tân Kiệt lại xuất sắc hơn hẳn các tuyển thủ cấp đại thần trong mặt này, chứng tỏ tác phong thi đấu của cậu ta nghiêm cẩn ra sao. Một người nghiêm túc như thế tưởng du tin chắc mình nhất định kiếm được biện pháp giải quyết hợp lý, ít ra, cậu ta sẽ không thấy sai là mắng ngay như Hàn Văn Thanh. Trương Tân Kiệt là thanh niên nghiêm túc, còn Hàn Văn Thanh lại là tên bảo thủ. Thời gian tập huấn nhất định không kiếm được cơ hội, tưởng du đành rời đi trước, chuẩn bị tìm cơ hội sau. Tóm lại đám cao thủ trong game như họ chẳng làm được chuyện gì lớn, từ kết cuộc của Lam Khê Các, tưởng du đã hiểu thấu tất cả. Trong trò chơi, đội ngũ dẫn đầu của các công hội lớn đã lên 33, là thời cơ đổi mới kỷ lục cuối cùng của khe núi nhất tuyến. Tuy có cái núi bự quân mạc tiếu, nhưng trước khi kỷ lục cực hạn xuất hiện, mọi người đều biết vẫn còn chỗ để nâng cao. Kỷ lục không giữ đến sau cùng, nhưng vẫn được lên TV, còn phần thưởng kinh nghiệm hậu hĩnh và chút đồ tím có còn hơn không kia nữa. Hôm đó, kỷ lục của phó bản khe núi nhất tuyến đã được nâng cao nhiều lần, rất nhanh sau đấy, một thành tích 30 phút 41 giây 12 được lập nên hồi chiều mãi không bị phá. Nhưng lúc này, sự chú ý của người chơi khu 10 đều đổ dồn vào trận đấu của Thủy Dương Quấn Bờ và Trục Yên Hà, ngoại trừ đám công hội lớn, chẳng mấy người chú ý đến kỷ lục phó bản. Tưởng Du chú ý đến thành tích ấy, đội cao thủ đến từ thần chi lĩnh vực của họ phá vẫn được. Nhưng còn quân Mạc Tiếu thì sao? Cực hạn của đám này là bao nhiêu? Giờ chúng đang làm gì? Vào lúc không giờ, thời gian phó bản đổi mới số lần, Tưởng Du thầm nghĩ. Chương 188, khó nói lắm. Phía bên kia báo tin Đám quân Mạc Hiếu vừa vào khe núi Nhất Tuyến, trong đội có người cùng phá phó bản vùng đất lưu lạc hôm qua, một tất cho. Dạ độ Hàn Đàm vừa nhận được tin liền báo ngay cho hội trưởng Tưởng Du. Tưởng Du hiện đang lên nhân vật Pháp Sư Nguyên Tố Thích Vô giúp vui từng log in lần trước, đến khu 10 chỉ đạo công tác. Buổi chiều Tưởng Du có đến câu lạc bộ, nhưng không được cơm cháo gì, về chỉ bảo vừa thấy Hàn Văn Thanh đã cơm như hến. Đối với lời giải thích này, dạ độ Hàn Đàm rất hiểu, cực kỳ thông hiểu. Bởi gã cũng may mắn được gặp mặt Hàn Văn Thanh một lần, quả là một tên làm người ta vừa thấy đã run như cây xây. Loại khí chất ấy không rõ do trời sinh hay vì tôi luyện nhiều năm trong giới chuyên nghiệp mà nên. Gã chỉ biết rằng, nếu đi đêm mà gặp phải tên này, có khi đối phương chưa mở mồm, gã đã móc ví nộp luôn rồi. Trước mắt, kỷ lục phó bản chưa phải cực hạn, tuy nói các cao thủ tinh anh của mỗi công hội lớn phát huy hết sức đều có thể tạo ra cực hạn nhưng qua ba phó bản vừa rồi đã cho thấy đội ngũ của quân Mạc Tiếu có khả năng tạo ra kỷ lục trên cả cực hạn. Tuy level của họ chưa tới 33, nhưng thực lực đó đủ để liều mạng với chúng ta. Tưởng Du phân tích, ừ, dạ độ hàn đàm cũng đồng ý nhận định này, nếu giờ họ lập ra kỷ lục cao quá cũng không hay, đến lúc đó có muốn thương lượng cũng vô ích, vì chúng ta không thể lấy lại kỷ lục nữa, thuê họ đánh hộ cũng không được. Theo tình hình hiện tại chắc chả có công hội nào mướn họ đánh nữa đâu. Chúng ta không thể, nhưng chưa chắc người khác cũng vậy, đây mới là chỗ khó xử lý nhất. Tưởng Du cười khổ, người khác, dạ độ hàn đàm nghi hoặc, công hội chúng ta cần kỷ lục để thể hiện tầm vóc, nhưng một số công hội khác lại không cần cái này. Mà với quân Mạc Tiếu, kiếm đồ từ chúng ta hay công hội khác, hoàn toàn không khác nhau. Nhưng ai mà kham nổi cái giá hắn đưa ra trừ mấy công hội lớn chúng ta chứ? Dạ độ hàm đàm hỏi, bốn món xích nguyệt kia kia, chú còn chưa hiểu sao? Tưởng Du nói, rốt cuộc dạ độ hàn đàm cũng ngộ ra, đây là quân mạc tiếu muốn ám chỉ họ, bốn món xích nguyệt cũng đồng ý, nghĩa là sao, là quân mạc tiếu sẽ ra giá tùy người thuê, công hội lớn, hắn ra giá trong phạm vi công hội lớn trả được, công hội nhỏ, hắn ra giá công hội nhỏ có thể đáp ứng. Công hội lớn có thể thấy vậy là bất công, nhưng được tích sự gì, người ta nắm đằng chui cơm mà. Nhận bốn món xích nguyệt đổi lấy kỷ lục cho công hội Nguyệt Luân, chính là lời giải đáp cho tất cả có cần em liên lạc với hắn thương lượng vụ kỷ lục không? Dạ độ hàn đàm ướm hỏi, à, thế chú định nói gì với hắn? Tưởng du hỏi, ờ thì, điều kiện thì chúng ta vẫn đang cân nhắc, bảo hắn khoan hãy ra tay. Dạ độ hàn đàm nói, ừm, thử thế xem, xem hắn có để chúng ta câu giờ không? Tưởng du vừa nói xong, ý, đột nhiên dạ độ hàn đàm kêu lên kinh ngạc, sao thế, em nhận được tin, dạ độ hàn đàm thông báo, tin gì, quân mạc tiếu à, không, là gia vương triều dạ độ hàn đàm đáp gia vương triều nói gì tưởng du ngẩn người nói muốn giáp mặt bàn chuyện dạ độ hàn đàm nói tưởng du nhíu mày theo bối cảnh hai nhà thì gia vương triều chính là kẻ địch không đội trời chung với mưu đồ bá đạo họ thậm chí còn gay gắt hơn cả quan hệ giữa vi thảo và lam vũ mối thù hằn giữa vi thảo và lam vũ chỉ bắt đầu từ mùa giải thứ sáu khi chiến đội lam vũ đánh bại chiến đội vi thảo nhưng mưu đồ bá đạo và gia vương triều thì còn sâu xa hơn cả thế hai chiến đội đều là đội ngũ lâu đời nhất trong vinh quang, ngay từ mùa giải đầu tiên giành chức quán quân đã bắt đầu ganh đua kịch liệt. Ba năm đầu ra thế ra oai phủ đầu bằng việc ôm liền ba lần quán quân, đến mùa giải thứ tư mới bị bá đổ đoạt lại ngôi đầu, sau đó ra thế bắt đầu tụt dốc, năm sau không bằng năm trước. Bá Đồ tuy bảo trì chỗ đứng trong liên minh, nhưng qua mấy năm vẫn không thể lấy thêm được ngôi quán quân nào nữa, vì thế hai bên bắt đầu chế nhạo nhau, từ câu lạc bộ đến fan rồi đến cả các quan hệ truyền thông, chiến đấu từ trên sân khấu đến cánh gà, quan hệ căng thẳng hơn cả Vi Thảo và Lam Vũ. Hội trưởng xa tiền tử của Trung Thảo Đường và Lam Hà của Lam Khê các đôi khi còn có thể tán nhảm đôi câu, nhưng mưu đổ bá đạo và gia vương triều thì có tới mùa quyết. Dạ độ hàn đàm nhận được tin cũng là do đối phương vừa thêm bạn tốt. Gã đương nhiên nhận ra ai đi mời kết bạn chính là hội trưởng khu 10 của Gia Vương Triều, bấy giờ mới ngạc nhiên chọn đồng ý. Gia Vương Triều tìm chúng ta à, xem ra có liên quan đến quân Mạc Tiếu rồi. Tưởng du phỏng đoán, thật ra, kẻ ăn thua với quân mạc tiếu trước nhất chính là gia vương triều. Dạ độ hàn đàm nói, thực chất trước nay mưu đổ bá đạo không hề có xung đột với quân mạc tiếu, bên Lam Khê Các cũng mới bị trà đạp gần đây, còn gia vương triều đã đại chiến với quân mạc tiếu từ hồi rừng rậm băng xương và mai cốt chi địa rồi, theo kỷ lục thì đôi bên đều thắng một trận, nhưng tính đến cùng, quân mạc tiếu mới là người cười sau cuối. Ai cũng ngóng trông gia vương triều sẽ dở thủ đoạn gì, kết quả từ sau vụ ê chề ở mai cốt chi địa, không còn thấy chúng có động tĩnh gì nữa. Gặp xem sao, nhưng khi nào, giờ luôn à?" Tưởng Du hỏi, chưa nói thời gian, Dạ Độ Hàn đàm nói, "Nếu gặp luôn bây giờ?" "Thì dùng lời hả?" Tưởng Du nói, "Dùng lời là đôi bên chạm mặt nhau nhưng không nói, mà dùng cách đánh chữ để trao đổi." Thường khi song phương muốn thực hiện một giao kèo quan trọng nào đó trong trò chơi sẽ dùng cách này. Gõ chữ ra, chữ sẽ hiện trong ô thoại vuông trên đầu mỗi nhân vật, chỉ cần chụp lại là có thể làm chứng cứ xác đáng đối phương bảo gặp nói trước đã, dạ độ Hàn Đàm trả lời, đi, đi xem sao, tưởng Tu Đáp Quân Mặc Tiếu thì sao, dạ độ Hàn Đàm hỏi, cũng liên hệ ổn thỏa đi, tưởng Du Ngẫm nghĩ rồi nói, ok, dạ độ Hàn Đàm vừa đáp, vừa cho nhân vật nhanh chóng gửi tin, người anh em, sao, ầm, ừ, tối nay ông có phá được kỷ lục khe núi nhất tuyến không, dạ độ Hàn Đàm hỏi, khó nói lắm, Diệp Tu Đáp, đáp án này làm dạ độ Hàn Đàm ngẩn ra, trong mắt gã cho dù Diệp Tu không lấy được kỷ lục cũng nhất định sẽ tỏ vẻ ta đây tạo áp lực cho họ mới phải, đằng này lại rất thành thật thể hiện phó bản này khó sơi, nghĩa là sao ta? Có khó khăn gì hà? Dạ độ hàn đàm hỏi, gặp boss ẩn, Diệp Tu đáp, dạ độ hàn đàm nhạt nhòa nước mắt, phía Diệp Tu, vừa vào phó bản khe núi nhất tuyến đã thấy hệ thống nhắc nhở, bánh bao sâm lấn hưng phấn gào lên boss ẩn. Đội ngũ của họ có Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm là tuyển thủ chuyên nghiệp, phó bản nhỏ đã không còn gì quá kinh ngạc với họ, Đường Nhu chẳng những là ma mới của Vinh Quang mà còn là ma mới của hầu hết các trò chơi, còn đang trong quá trình xây dựng nền tảng. Chỉ có bánh bao xâm lấn là gà mờ với Vinh Quang, nhưng lại có thâm niên chơi game. Từ đó suy ra, trong Vinh Quang có gì quý giá là cậu chàng lại ngửi thấy ngay. Nếu không, bảo sao một em gà mờ mới cấp 20 đã dũng cảm tổ đội với cả đống người xa lạ đi ôm chân huyết xả thủ chứ. Nên giờ khắc này, thấy báo boss ẩn, chỉ có mình bánh bao xâm lấn vô tư thể hiện cảm xúc. Cuối cùng cũng gặp. Diệp Tu cũng có tí ti xúc động, dạo này tuy thuận lợi trong việc đấu tranh phó bản với các công hội, nhưng vận may trên các phương diện khác lại khá âm u. Boss ẩn, từ vùng đất lưu lạc đến khe núi nhất tuyến, chưa hề gặp một lần. Ảnh đao khách A Hồng, đường nhu nhìn hệ thống gợi ý Boss ẩn, là Boss khó nhất phó bản này. Diệp Tu bổ sung, nó có đặc điểm gì? Đường nhu hỏi, xem hướng dẫn tấn công bao giờ chưa? Diệp Tu hỏi, chưa, đường nhu thẳng thắn trả lời những video và bài hướng dẫn mà cô thường xem không phải về phó bản cô hoàn toàn nghiên cứu theo hướng pvp hứng thú với pve của cô không cao lắm pvp là đánh đấm giữa người chơi pve là tương tác với hệ thống đấu trường và pk là pvp phó bản và nhiệm vụ là pve ảnh đao khách là hợp thể của cuồng kiếm sĩ và kiếm khách nói chung có đủ kỹ năng hai nghề này đó anh không nói nhiều nữa mấy em chú ý đến đao tay trái của nó là được diệp tu nói đao tay trái, ừ, boss này cầm đao tay phải, nhưng nó còn đeo thêm một thanh đao ngắn bên phải của eo nữa, có khi đang đánh lại chợt rút đao bằng tay trái ra đánh lén, loại công kích này chúng ta gọi chung là đao tay trái. Cách công kích này rất đa dạng, kỹ năng nào cũng có thể dùng đao tay trái thi triển được, mọi người cẩn thận. Diệp Tu giải thích, mọi người mà Diệp Tu nhắc đến thực chất chỉ có đường nhu và bánh bao xâm lấn, hai người Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm không cần hắn giới thiệu mấy thứ này. Phó bản khe núi nhất tuyến, tạo hình là một khe núi, hai bên là vách núi sừng sững, người chơi chỉ có thể tiến lên theo một con đường nhất định, quái như quái hoang dã, chẳng qua lại là cấp tinh anh. Công cao máu châu tốc độ cao, giống hệt mỗi phó bản và khu luyện cấp vậy. Phó bản này ai cũng từng đi, Kiều Nhất Phàm là tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể lâu rồi chưa đi, nhưng tố chất thì vô tư. Ảnh đao khách A Hồng, cốt truyện trò chơi đặt ra là vì chạy trốn kẻ thù truy sát mới trốn vào khe núi nhất tuyến, thế nên bất cứ người chơi nào xâm nhập vào khe núi đều bị hiểu nhầm thành kẻ thù mà bị nó tiêu diệt. Đương nhiên, đây chỉ là lời dẫn của trò chơi, dù ẻm không đánh người thì cũng có ai chịu tha cho ẻm đâu. Câu chuyện của NPC ấy hả? năm người trong đội không ai quan tâm, lẽ thường người chơi nữ sẽ thích cốt truyện hơn, nhưng Tô Mộc Tranh đã là lão làng của Vinh Quang, cốt truyện đã đọc đến phát ói, đường nhu vốn không hứng thú lắm, quan tâm cốt truyện làm gì. Công việc hàng ngày mà cô chăm làm là không ngừng ganh đua với Diệp Tu, có thể đề cao năng lực bản thân hay không, có tiến bộ hay không, bao giờ mới có thể trà đạp người này. Một đường chém giết trong phó bản, thì thoảng Diệp Tu lại nhắc nhở mọi người chú ý. Ảnh đao khách A Hồng xuất hiện không cố định, nó có thể bất chợt nhảy ra từ một ngã rẽ nào. Quả nhiên, vừa dọn sạch đường đến giao lộ, một gã đao khách áo đỏ thình lình xuất hiện. Vừa thấy năm người đã đọc lời thoại của mình, tới nhanh lắm. chương 189, ảnh đao khách A Hồng. Ảnh đao khách A Hồng, áo đỏ tóc đỏ đao đỏ, trên mặt có một vết sẹo đỏ tươi đôi mắt đang nhìn chòng chọc năm người cũng lập lè sắc đỏ sậm để ý ánh mắt của nó màu càng đỏ sức chiến đấu càng mạnh diệp tu giảng giải cho đám ma mới nộp mạng đi kết quả ảnh đao khách còn sốt ruột hơn cả cục gạch trên tay bánh bao xâm lấn nhảy veo một cái tiếng đao xé gió mở màn bằng một chiêu vỡ núi kích đầy khí thế chú ý sóng địa chấn của chiêu vỡ núi kích này có tầm chấn động cao lắm đấy diệp tu vội vàng nhắc nhở Tầm chấn động là chỉ khả năng tác động vào không gian của kỹ năng. Tầm chấn động cao nghĩa là một kích này sẽ gây chấn động với độ cao hơn hẳn. Thông thường vỡ núi kích gây nên cơn địa chấn, nếu nắm được độ cao tầm chấn động thì có thể tránh né dễ dàng, nhưng vỡ núi kích của ảnh đao khách lại không giống nên Diệp Thu mới phải nhắc nhở, tránh trường hợp đường nhu và bánh bao xâm lấn lầm tưởng là vỡ núi kích thông thường dẫn đến sai sót. Tiếc rằng lời nhắc vẫn hơi muộn. Đường Nhu phản ứng rất nhanh, Diệp Tu chưa nói xong cô đã sớm quyết định đối phó với chiêu vỡ núi kích cai bằng một cú nhảy tránh. Thậm chí khi nhảy còn điều khiển Hàn Yên Nhu tung một chiêu long nha về phía ảnh đau khách. Cô nàng đường Nhu này, máu chiến như thế đó, bánh bao xâm lấn lại không nhảy né, khi vừa thấy vỡ núi kích đến, cậu chàng đã co giò chạy khỏi phạm vi chấn động, rồi sau đó mới ném một cục gạch qua. Tên nhóc bánh bao xâm lấn này, đáng khinh như thế đó. Hậu quả là khi nghe thấy lời nhắc của Diệp Tu, đường nhu biết mình toi rồi. Cô vốn cũng không nhảy quá cao, thao tác hoàn mỹ nhất là phải canh vừa đúng, không thừa không thiếu chút nào. Với vỡ núi kích thông thường thì chuẩn không cần chỉnh, nhưng vớ phải vỡ núi kích của ảnh đao khách thì. Chỉ thấy đao chém vào mặt đất giấy lên đợt sóng địa chấn đỏ lừ, hệt như một màn xương máu. Hàn Yên Nhu bị sóng địa chấn tấn công, hoàn toàn không thể tránh né, cả người bị hất lên, quay tiết như cù. Bosta cũng nhân cơ hội bồi thêm cú nữa. Ảnh đao khách lập tức thu chiêu nhảy lên, tung kỹ năng thăng long chảm của kiếm khách, đao nhằm thẳng về phía Hàn Yên Nhu. Đường Nhu thao tác có giỏi mấy, nhưng bị chúng vỡ núi kích xong cả người cứ như con quay, màn hình của cô cũng biến đổi 360 độ liên tục, tình trạng này không thể thi triển thao tác nào. Đường Nhu vung mâu loạn cào cào, lại chẳng biết đang vung đi đâu. Quân mạc tiếu của Diệp Tu đã sớm tiến lên, nhấc mâu đâm một chiêu viên vũ côn, hòng kéo ảnh đao khách xuống đất. Kết quả là mọi người được tận mắt chứng kiến độc chiêu bí truyền của ảnh đao khách A Hồng, đao tay trái. Ánh đao chớp lóe, không quá ẩm ý, rất nhỏ, rất nhanh, chỉ chớp mắt cái đã biến mất. Nhưng một đao này đã chạm vào mâu của quân Mạc Tiếu, viên Vũ Côn bị hất sang bên, công kích thất bại. Đoàng 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 ba tiếng pháo vang lên, ngay khi đao tay trái đẩy viên Vũ Côn, Phong Sơ Yên Mộc đã bắn pháo chống tăng tới. Ba phát pháo nổ tung trên người ảnh đao khách đang nhảy lên cao. Nhưng dù sao boss vẫn là boss, kỹ năng pháo chống tăng có tác dụng đẩy quái, ảnh đao khách ăn trọn chiêu này giữa trời lại chỉ khẽ lắc lư thăng long chảm còn chưa bị phá, ánh đao vẫn bổ chúng Hàn Yên Nhu đang quay tít thò lò. Còn quay Hàn Yên Nhu xoay nhanh hơn nữa, cả người đâm sầm vào vách đá, lưỡi đao vẩy máu tung tóe. Hàn Yên Nhu cũng rớt từ vách đá xuống đất, thoạt trông rất huệ oải, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đất đã dùng ngay chịu thân nhanh lẹ, rồi hăng hái đứng lên. Chỉ cần chủ nhân còn hừng hực ý chí chiến đấu, nhân vật trong game sẽ vĩnh viễn không xuất hiện dáng vẻ ỉu xìu. Kỹ năng thăng long chảm của ảnh đao khách này có độ vút cao hơn người chơi, đó cũng một trong số điều phiền toái khi gặp boss. Kỹ năng của boss dù tích hợp khá nhiều kỹ năng trong trò chơi, nhưng hiệu quả lại không giống bình thường, đa số đều mạnh hơn. Ảnh đao khách trên cao thu chiêu, khi đáp xuống đột nhiên chĩa kiếm, là một chiêu ngân quang lạc nhẫn, nhắm thẳng vào quân mạc tiếu đang gần mình nhất. Diệp tu lướt phím, quân mạc tiếu nghiêng người tránh né, không đợi ngân quang lạc nhẫn của ảnh đao khách rơi xuống đất, đã rút đao từ trong ô thiên cơ ra một nửa vòng tròn ánh bạc cực lớn hiện ra, mà bên kia, chợt xuất hiện một nửa vòng tròn y hệt thế, đường kiếm của hai người đan vào nhau, hệt như hai nửa vòng trang hợp thành một cung tròn vành vạnh. Ra tay chính là Kiều Nhất Phàm, cậu nắm thời điểm hoàn toàn trùng khớp với Diệp Tu, lại cùng sử dụng nguyệt quang trảm kỹ năng quỷ kiếm sĩ cấp 15. Tốt lắm Diệp Tu khen ngợi, ảnh đao khách trên không chúng hai đao, kỹ năng ngân quang lạc nhẫn bị phá, thân thể cũng bị ánh đao kẹp giữa trời, trực rơi xuống thì chợt thấy hai vòng cung lớn hơn xuất hiện, trùng với quỹ đạo nguyệt quang Chạm trước đấy, nhưng bay từ hai hướng ngược nhau, nhập thành một vòng tròn cực lớn. Kỹ năng quỷ kiếm sĩ cấp 20 mãn viên chảm, kỹ năng này vốn có tác dụng đánh bay, nhưng vì kiều nhất phàm và diệp tu mỗi người kèm một bên, thời gian trùng nhau, hiệu quả kỹ năng chặn lại nhau, ghim cứng ảnh đao khách bất động giữa không chung. Ánh đao dần biến mất, ảnh đao khách mới từ từ rơi xuống, lại thấy một luồng laser bắn tới, chúng giữa ngược ảnh đao khách, đẩy lùi nó mấy bước trên đất. Kỹ năng này, đương nhiên là pháo laser của phong sơ yên mộc tô mộc tranh. Băng trận, Diệp Tu vừa hô lên, Kiều Nhất Phàm đã sớm tung kỹ năng, mũi kiếm mang theo băng xương dần tụ lại, dưới sự khống chế của quỷ thần băng hồn mà ngưng kết thành một kết giới băng, Diệp Tu cũng đồng thời vung đao, dùng đao trận của quỷ thần đao hồn. Bấy giờ, bánh bao xâm lấn đáng khinh lại như người qua đường, chạy vèo qua hai người, giơ tay ném cắt vào ảnh đao khách đang lồm cồm bỏ dậy. Hiệu quả gây mù xuất hiện, ảnh đao khách đã mất phương hướng, không tìm thấy đối thủ, qua quảng tại chỗ, hiệu quả băng trận cũng được phát động, lớp băng dần dần gặm nhấm cơ thể nó, một tiếng cộp khởi động hiệu quả đóng băng, ảnh đao khách bị đông thành một tảng băng lớn. Đường Nhu mới ăn trái đắng đã thao tác Hàn Yên Nhu đuổi giết về từ lâu, tung ngay ba kỹ năng liên chấp, Long Nha, Lạc Hoa trưởng trong thời gian đóng băng ít ỏi, ba vòng ma pháp huyễn văn cũng xuất hiện quanh người cô. Ba kỹ năng kết thúc màn đóng băng cũng hết, tảng băng vỡ vụn, ảnh đao khách tức thì ra chiêu thập tự trảm, chữ thập đỏ tươi không giống đường đao, mà như hai dòng máu bay về phía hàn yên nhu đường nhu lập tức nhảy tránh đang chuẩn bị phản kích thì không ngờ rằng sau thập tự chảm lớn còn cất giấu một thập tự chảm nhỏ đường nhu chỉ kịp thấy ảnh đao khách thu tay trái về bên hông liền biết ngay vừa rồi ảnh đao khách lại sử dụng độc chiêu đao tay trái của mình phóng đồng thời hai chiêu thập tự chảm dùng lớn dấu nhỏ thông minh vô cùng đường nhu đáng thương lại chúng kế bị thập tự chảm nhỏ chém chúng hạ thấp góc nhìn mới thấy chỗ chúng đao xuất hiện một vết thương hình chữ thập đổ máu không ngừng biết ngay là hiệu quả xuất huyết do thập tự trảm gây ra, cô nàng đau khổ cầm cự. Dù bực bội nhưng đường nhu cũng không dám liều lĩnh nữa, cô vội vàng lùi ra sau ăn thuốc hồi máu. Kỹ năng của ảnh đau khách gây xuất huyết rất cao, ăn máu vào vẫn thấy thanh sinh mệnh không ngừng tụt xuống. Đường nhu chợt hoảng hốt, không biết lần này sẽ tụt bao nhiêu máu, liệu có tai qua nạn khỏi không? Em nghỉ chút đi, khi Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu lại gần cô chặn ảnh đau khách, bỏ lại câu này. Đường Nhu lập tức yên tâm, cô tin phán đoán của Diệp Tu, biết mình chưa chết ngay được. Đường Nhu với sinh mệnh quá thấp tạm thời trở thành khán giả, bánh bao xâm lấn vẫn tiếp tục sự nghiệp đáng khinh của mình, không dám lại gần, tập kích gạch và ném cắt bị cậu ta làm như kỹ năng công kích xa, tìm cơ hội đánh du kích. Vì thế, người thực sự đối đầu với ảnh đao khách chỉ có hai người Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm. Phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh là bậc thầy pháo súng, đương nhiên không thể tới gần. Diệp Tu chú ý đến tất cả, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, bất kể là hắn Tô Mộc Tranh hay Kiều Nhất Phàm, đánh với ảnh đao khách đều rất thành thạo. Đường Nhu tiến lên anh dũng hấp hối mà về, vẫn do vấn đề cũ chưa đủ kinh nghiệm. Còn bánh bao xâm lấn thì vẫn bị ổi chạy ngoài đội ngũ, sự phát huy này chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng cho đội ngũ. Đường Nhu và bánh bao xâm lấn, hai người này thật sự không hợp làm tuyển thủ của một đội lắm. Đường Nhu quá mạnh, quá hiếu chiến, tấn công luôn lấy mình làm trung tâm. Vấn đề của cô, hệt với biểu hiện của Tôn Tường trong trận đấu đầu tiên sau khi gia nhập ra thế, biểu hiện cá nhân quá mạnh mẽ, không ăn nhập với cả đội. Chẳng qua trong đội ngũ lúc này có Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm, thực lực ba người họ đều mạnh hơn Đường Nhu rất nhiều, đủ để chèn ép khả năng phát huy của cô. Nhưng khi Đường Nhu dần nâng cao trình độ, vấn đề này sớm muộn gì cũng lộ ra. Về phần bánh bao xâm lấn, cậu chàng này rất ca tính, rất phong cách. Nếu đấu đơn, cậu ta có thể trở thành tuyển thủ không ai có thể bắt trước, nhưng trong đoàn đội, tuyển thủ có phong cách độc đáo quá mức cũng không thể đạt được 100% độ hòa hợp trong đội ngũ. Tuyển thủ như thế, từng có vết xe đổ rồi. Vương Kiệt Hy, đội trưởng hiện tại của chiến đội Vi Thảo, là ma thuật sư có phong cách mưu mô đa dạng nhất toàn bộ Liên Minh. Trong đấu đơn, Vương Kiệt Hy có khả năng thắng cực cao, nhưng trong thi đấu đoàn đội, sự hỗ trợ của anh lại rất hạn chế. Làm sao có thể dung nhập phong cách riêng ấy vào đoàn đội, đấy là vấn đề cuối cùng mà Vương Kiệt Hy vẫn chưa thể giải quyết được. Cuối cùng, anh hy sinh cho cả đội, cải biến rất nhiều phong cách của mình để chủ động thích ứng với đội ngũ. Chiến đội Vi Thảo cũng vì sự thay đổi của anh mới giành được hai lần quán quân trong 4 năm sau thành tích 3 lần quán quân liên tục của gia thế. chương 190, kiếm ảnh bước của Boss, tình huống của bánh bao xâm lấn khá giống với Vương Kiệt Hy. Thế nhưng, Vương Kiệt Hy có thể tự mình điều chỉnh sửa đổi, nhưng bánh bao xâm lấn ở phương diện này chưa chắc có được ý thức như thế. Phát triển thế nào mới có lợi, hiện tại diệp tu cũng không đưa ra được ý kiến gì vương kiệt hy sau khi điều chỉnh phong cách thì vẫn mang khí chất đại thần chuẩn mực nhưng có nhiều người đã mạnh mẽ thay đổi phong cách rồi trở thành người qua đường tầm thường thay đổi vốn không phải chuyện dễ dàng tuy bánh bao xâm lấn chỉ là người mới của vinh quang nhưng không phải hoàn toàn chẳng biết gì về game cách cậu chơi thật ra được định hình theo suy nghĩ và cách lý giải của bản thân ở mặt này cậu không giống đường nhu đường nhu mới thật sự là trống rỗng nhưng tiếc rằng tính cách cô quá cứng rắn nó đã giới hạn luôn phong cách của cô, khả năng thay đổi không lớn. Diệp Tu có thể giảng dạy bọn họ kỹ năng trong trò chơi, nhưng không có bản lĩnh thay đổi tính cách họ, mọi người đều là người trưởng thành, tư tưởng cũng đã hoàn thiện. Tính cách này của Đường Nhu cũng không phải khuyết điểm gì, chỉ là nó sẽ gây trở ngại cho cô trong việc trở thành một tuyển thủ đoàn đội ưu tú mà thôi. Diệp Tu vừa nhìn biểu hiện của hai người vừa nghĩ đến những điều này. Một lòng hai việc nhưng thao tác lại không hề chậm. Mười năm vinh quang, Diệp Thu không biết đã trải qua biết bao kiểu chiến đấu, rất nhiều thứ đều hành động theo bản năng, dường như không cần suy nghĩ, một số thao tác đã vô thức thi triển, điều khiển quân Mạc Tiếu phối hợp với một tấc cho của Kiều Nhất Phàm và phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh rất hoàn mỹ. Tóm lại vấn đề cũng không lớn lắm, một đội ngũ ngay cả boss giã đồ cấp 36 còn có thể xử được, nếu lại chịu thua bởi boss ẩn ảnh đao khách A Hồng cấp 33 thì quá buồn cười. Quan trọng là, phó bản nhỏ này có thể giúp mọi người rèn luyện diệp tu vừa tự mình vì ý phát huy vừa chỉ huy đội ngũ trọng điểm đương nhiên là hai người đường nhu và bánh bao xâm lấn tô mộc tranh đã thi đấu chuyên nghiệp nên không cần diệp tu nói nhiều còn kiều nhất phàm diệp tu không nhìn lầm chút nào cậu ấy trái ngược hẳn với đường nhu và bánh bao xâm lấn là một tuyển thủ đoàn đội có tố chất vô cùng xuất sắc cậu giỏi quan sát từng biểu hiện của đội viên trên sân đấu đều được cậu chú ý sau đó cố hết sức tìm cách phối hợp với mọi người tính cách và ý thức của cậu giúp cậu làm rất tốt mặt này. Đường Nhu cùng bánh bao xâm lấn, lúc trước biểu hiện không quá ăn ý một phần cũng là vì không quen thuộc boss ẩn, sau khi dần hiểu rõ đặc điểm, phát huy cũng có thể càng ngày càng mạnh. Hai người này rất nhanh đã thích ứng với hiệu quả thay đổi các kỹ năng của ảnh đao khách, dần dần cũng hòa mình vào đoàn đội để phối hợp. Không sai, bọn họ vẫn có thể hòa nhập, thế nhưng khi trình độ của cả hai phát triển, phong cách càng ngày càng rõ ràng, xung đột đội ngũ sẽ càng ngày càng cao, đấy mới là điều Diệp Đu lo lắng nhưng lúc này, họ vẫn là một tổng thể ăn ý. Dưới sự điều phối của Diệp Tu, ảnh đao khách dần dần bị hạn chế, bị 5 người vây quanh dưới núi thay phiên tấn công. Nhị quỷ đao trận của quân Mạc Tiếu và một tất cho cũng không gián đoạn, bọn họ trước sau vẫn ở trong phạm vi kết giới. Bánh bao xâm lấn công kích, trận trận khói độc dâng lên. Hàn Yên Nhu bên này bay múa ra ba ma pháp huyễn văn lớn. Phong sơ yên mộc không ngừng bắn pháo tới, đủ loại sắc thái công kích không ngừng điểm tô cho ảnh đao khách. Mắt A Hồng càng ngày càng đỏ, nhưng không hề tăng lực tấn công, nhân vật trông cũng rất thật khi đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Chú ý, sắp máu đỏ. Diệp Tu bỗng nhiên trầm giọng nói, máu đỏ có đặc điểm gì? Đường Nhu vội hỏi, ban đầu bởi vì chưa quen đặc điểm của Boss thế nên chịu không ít thua thiệt, nhưng Đường Nhu cũng biết điều học hỏi. Kiếm ảnh bước, Diệp Tu nói, hả, đó là cái gì? Bánh bao sâm lấn hỏi, về mặt này cậu không giống Đường Nhu, Đường Nhu trước đây giúp Trần Quả đi đánh kỳ cây, cho nên gặp qua rất nhiều kỹ năng. Tuy chưa chắc biết tên, nhưng kiếm ảnh bước, tên quấn bờ Thùy Dương mà Diệp Tu Nghinh chiến ngày hôm qua từng dùng qua, Trần Quả còn kêu lên sợ hãi, đường Nhu cuối cùng cũng biết được tên và kỹ năng đấy. Mà bánh bao xâm lấn chỉ mới chơi đùa ớt này, kỹ năng cấp 30 trở lên cậu hoàn toàn không biết. Nó sẽ phân thân, một hồi sẽ có 5 ảnh phân thân, mỗi người một ảnh. Diệp Tu nói, nếu là một đội ngũ của người chơi bình thường, gặp ảnh đao khách tuyệt đối không dám nói mỗi người một em trong thời gian kiếm ảnh bước, nhưng thực lực bọn Diệp Tu quá mạnh, có can đảm sử dụng đấu pháp dữ dội này. Chú ý vẫn chú ý lượng máu boss, Diệp Tu ở thời khắc sau cùng cao giọng nhắc nhở. Hai mắt ảnh đao khách A Hồng lúc này đã đỏ đến phát sáng, không nhìn rõ trong mắt và con ngươi nữa. Lui, nghe Diệp Tu gọi, năm nhân vật đều cấp tốc lui ra. Ảnh đao khách ngước lên giống to một tiếng, cả người bỗng chốc phát ra ánh đỏ, trên mặt đất đá vụn cỏ khô bay tán loạn, bỗng chốc một luồng sóng khí nổi lên hung hãn tung trào khắp nơi. Cũng may Diệp Tu nhắc nhở sớm, năm người đều đã lui sạch sẽ, không bị ánh đỏ kia quẹt chúng. Tiếp đấy ảnh đao khách khua trường đao múa một chiêu thức đặc biệt, bóng người hư ảo, hướng tứ phía phân thân, trong nháy mắt đã chia thành năm ảnh. Không giống với kiếm ảnh bước của kiếm khách, tàn ảnh do ảnh đao khách phân thân không hề chia ra cái nào thật cái nào giả, cả năm đều là ảnh đao khách, nói cách khác, bây giờ người chơi phải chiến đấu với năm boss ẩn cùng một lúc. Nếu quả thật kéo dài liên tục như thế cho đến khi kết thúc, đây hiển nhiên là một cuộc chiến không có khả năng hoàn thành. Cũng may kiếm ảnh bước có thời gian hạn chế, với ảnh đao khách, thời gian là 20 giây. Nội trong 20 giây chỉ cần người chơi chống cự nổi, năm tàn ảnh sẽ hợp lại thành một. Thế nhưng, thương tổn trong thời gian này cũng sẽ do năm ảnh đao khách chia ra mà gánh, sau đó hợp lại thành một, tổng giá trị thương tổn cũng sẽ không tăng thêm, mà cứ theo tỷ lệ chia sẻ trừ bớt đi, có nghĩa là trong đoạn thời gian này thương tổn người chơi tạo thành chỉ còn một phần năm